Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Hôm nay thì Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Ô Xin Không Biết Cười, phần kết. Tác giả Lê Phong. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay nhé. Và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Các người dù gì cũng là cái bang nhỏ, lực lượng rời rạc làm sao có thể thắng được bang Evil hùng mạnh của chúng ta chứ? Duy cười, khinh bỉ nhìn hai tên thủ lĩnh. Để xem lực lượng các ngươi hùng mạnh tới đâu. Từ trong đám người bên quân Vin và Ghost bỗng xuất hiện thêm hai người con trai. Hắn ta cao lớn với giọng cười bức người, tuy thô tục nhưng cũng không kém phần mị hoặc. Jun, chẳng lẽ Clark liên quan đến Vin và Ghost? Kiên kinh hãi nhìn một đội quân hùng mạnh như vũ bão bên bang Vin. Ghost đang tiến đến và còn có bang khác, đại bang đứng thứ tư thế giới đêm. Very good. Lần này, ta nhất định sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới với các ngươi. Tên được coi là Jun hừ lạnh, sau đó ra lệnh cho bọn đàn em xông vào, đánh bang bọn hắn. Hai bên bắt đầu trận chiến. Từ xa bỗng có một bóng dáng ai đó lạnh lùng, vô tình, đứng trong trời gió, làn tóc đen bay dài tứ tung. Và người ấy không ai khác chính là nó. 50 cận vệ giỏi nhất đến bờ sông ZXV. Âm thanh lạnh lùng vang lên trong màn đêm rồi rất nhanh biến mất. Sau đó nó lái ô tô, phóng nhanh tới hỗn độn đang đánh nhau. Chiếc xe mô tô đen bóng bay nhanh trên màn đen, sau đó hạ cánh an toàn xuống mặt đất, tạo thành một đường dài. Đồng thời, đèn xe sáng chói cũng khiến tất cả những người nhìn thấy nó phải chói mắt, sau đó thì chìm vào màu đen đáng sợ. Nó vẫn như cũ, lạnh lùng vô cảm. Đôi mắt tím bên trong chiếc mặt nạ rất nhanh quét qua hắn, nhưng cũng rất nhanh rời đi. Ngươi là ai? Sao tới đây phá đám hả? Tên bang chủ Vin không biết trời cao cất tiếng. Đến chỗ nó định đẩy nó, nhưng chưa kịp động vào người nó, đã bị một lá bài màu đen của nó bắn ra, găm sâu vào ngực, khiến hắn ta ngã nhào ra đất. Còn những người ở đó đều kinh hoàng. Nhìn con người nhỏ bé trước mặt tựa như một con ác quỷ, hiện hình ra, tay rất nhanh và chuẩn xác, có thể tước đi mạng sống của bọn họ. Muốn thống trị thế giới đêm sao? Để xem hôm nay có ai bản lĩnh đó hay không? Âm thanh lạnh lùng tàn nhẫn, chứa đầy tà khí vang lên khiến tất cả mọi người run sợ. Ngay cả bọn hắn cũng có một cảm giác lạ bất ngờ ập đến. Cái thanh âm lạnh lùng đáng sợ chứa đầy máu tanh, dường như bọn hắn đã nghe, nhưng hình như cũng chưa từng nghe, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Còn nhãi danh rắt mũi chưa sạch, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đánh bại cả nghìn người của ta sao? Tên Jun cười khinh bỉ nói. Nhãi danh, ta sợ khi nhãi danh ta bước vào thế giới đêm thì ngươi còn đang ở nhà cuốn lấy mẹ. Nhãi danh ta ngay cả tử thần cũng phải sợ đấy. Nó lạnh lùng nói, sau đó rất nhanh như một cơn gió biến mất trong đám người. Sau một phút, chỉ lần lượt thấy những con người kia ngã xuống, khiến cả bọn hắn và ba tên bang chủ kia cả người của bốn bang đều phải khiếp sợ nhìn cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối mịt mù, chỉ có thể nghe thấy tiếng soạt soạt rất nhỏ từ con dao sắc bén trên tay nó. Quân hai bên cũng ra sức công kích nó, nhưng chẳng tài nào có thể tìm thấy nó, chỉ có thể tự để nó tìm đến, như một Utula đoạt mạng. Một lúc sau, số người nằm xuống ngày càng nhiều, cả thân thể của nó gần như cũng đã nhuộm một màu máu đỏ. Thì từ trên trời có 5 chiếc trực thăng bay tới, rất nhanh tiếng động cơ gần như muốn phá hỏng màng nhĩ của mọi người. Sau đó lần lượt từ trên trực thăng, rất nhiều người mặc vest đen thay nhau trèo xuống, nhưng con số cũng không bằng số người đang có mặt ở đây. Thủ lĩnh! Đồng loạt những người mặc vest đen đó xếp thành 5 hàng rồi quỳ xuống trước mặt nó. Còn nó thì không có gì, chỉ phóng nhanh như 5 lá bài màu đen có hình bông hồng đen in nổi về phía 5 tên đầu đàn. Như hiểu ý của nó, 5 tên kia đứng nhanh dậy hô lớn một từ. Sát! Sau đó rất nhanh cả toán người áo đen đã biến mất trong hàng đông người. Bên bang Cass, Vin và Goss, họ ra tay, nhanh gọn lẹ, chỉ nghe thấy âm thanh soạt soạt của kiếm chém vào da người. Mùi máu tanh được gió đẩy đi nồng đậm, khiến người ta buồn nôn. Bên này hắn, Duy Kiên và cả đại bang của hắn gần như bất động, mà quên cả hô hấp nhìn chằm chằm những cái bóng đen nhập nhòe như cơn gió, vừa tiến vừa lui trong hàng ngàn người càng ngày càng ít. Dầm! 30 phút sau thì tất cả mấy trăm người trong bang Clark, Vin, Ghost đều đã ngã xuống, người nằm chồng lên người, có kẻ chết bị thương nằm lăn lóc, chỉ còn vỏn vẹn hơn 50 cận vệ của nó, và nó đứng hiên ngang trong những vũng máu lớn, tựa chiến trường, và nó giống như một vị tướng dũng mãnh. Nó từ từ thu kiếm lại, rồi bước nhanh đi về phía 50 tên cận vệ, cũng bước theo, bỗng dưng hắn lên tiếng nói, cho hỏi các ngươi là ai?
Sao lại giúp ta? Hắn lạnh lùng lên tiếng làm nó hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn bước đi. Ta chỉ trả nợ cho ngươi. Nó lạnh lùng nói rồi trèo lên thang dây, nhưng trước khi rời đi, nó còn phóng một lá bài màu đen có hình bông hồng, đen bóng về phía hắn, sau đó mới rời đi. Black Rose. Hắn nhìn hàng chữ in trên lá bài, rồi lại nhìn theo bóng những chiếc trực thăng đã khuất xa, không thấy bóng dáng. Black Rose. Bỗng Duy và Kiên đồng thanh giật lá bài trên tay hắn. Black Rose, hoa hồng đen, chúa tể của thế giới ngầm. Devil. Hắn ngạc nhiên cứng đờ. Chúa tể của thế giới ngầm. Duy cũng ngạc nhiên nhìn lá bài đen, còn hắn bỗng dưng đầu óc trống rỗng, nhìn theo những chiếc trực thăng lúc nãy đi đi. Còn nó ngồi trên trực thăng, khóe môi bỗng tạo lên một nụ cười lạnh. Coi như tôi đã trả lại cho Dương gia 2 năm nuôi sống, trả lại cho anh. Nó nghĩ thầm trong lòng, rồi khẽ nhắm đôi mi lại suy nghĩ về những ngày trước đây. Vì qua đêm hôm nay, nó sẽ trở lại chính mình là ác quỷ để trả cho những người làm tan ra nát cửa nhà nó, gấp trăm gấp nghìn lần nỗi đau mà nó phải chịu. Sau một khoảng thời gian dài đứng suy nghĩ về Black Rose, hắn mới bất giác nghĩ đến nó. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, sau đó bỏ chạy. Phong, nó sao vậy? Kiên ngây thơ hỏi Duy, nhưng Duy vẫn đứng im lặng không trả lời, càng làm Kiên khó hiểu. Anh bỏ đi rồi. Sau khoảng thời gian đứng im lặng, giờ Duy mới lên tiếng. Anh bỏ đi là sao? Tại sao? Kiên cũng ngạc nhiên nói. Tao không biết. Duy thở dài kiềm lòng, nhìn Kiên. Ta phải đi tìm anh. Kiên trở nên hốt hoảng chạy đi, thì Duy kéo lại. Buông ra. Kiên quát lớn vẫy vùng đẩy Duy ra. Tao đi cùng mày. Duy buông tay Kiên ra, sau đó cả hai cùng đi tìm nó. Cả hắn, Duy và Kiên lại một lần nữa chạy như thiêu thân trên khớp mọi ngóc ngách của thành phố, chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng yếu ớt của nó. Nhưng kết quả chỉ là con số 0. Cả ba người con trai to lớn đi trên đường phố lúc trời vừa hừng sáng. Cả ba người khuôn mặt ai nấy cũng trở nên vô hồn, đi loạn choạng, tông vào người khác đi cùng đường. Nhưng cũng chẳng thèm để ý, vì trong đầu cả ba đều hiện lên hình ảnh của nó. 8 giờ tại quán bar Evil, hắn đang ngồi trong một góc khuất uống rượu, thì như nước lã đôi mắt đen càng trở nên vô hồn. Bỗng có ai đó tiến gần đến bàn của hắn, đang ngồi, sau đó nắm lấy vạt áo của hắn đánh mạnh vào, làm cho hắn ngã nhào xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu, sau đó lại bị người kia lôi đi. Nếu đã không bảo vệ được cô ấy, thì đừng có giữ khư khư cô ấy chứ. Người kia... Không ai khác chính là Kiên, cậu gần như phát điên, đôi mắt đục ngầu quát hắn, còn hắn thì cũng thất thần để mặc Kiên muốn làm gì thì làm. Tại sao hả? Tại sao mày lại để cho anh bỏ đi? Mày nói đi. Kiên quát lớn, đôi mắt càng đục hơn, bàn tay trái lại, một lần nữa nắm chặt thành quyền, đánh mạnh vào mặt hắn, làm hắn ngã nhào xuống ghế sofa. Là do tao, tao lỡ tay đánh cô ấy, còn đuổi cô ấy đi. Là do tao. Hắn vô vọng nói, đôi mắt đen vô hồn khẽ nhắm lại, làm hai dòng lệ theo đó từ từ chạy ra. Tại sao? Tại sao vậy? Vì nghĩ mày có thể chăm sóc tốt cho anh, nên tao đã từ bỏ tình cảm của mình. Tao... Vậy mà mày đã làm tổn thương tới cô ấy. Kiên ngồi bạch xuống đất, khóe môi cậu khẽ nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra, rồi lại nói tiếp. Mày nghĩ có một mình mày thích anh chắc? Mày nghĩ chỉ có mày mới biết lo lắng cho sự an nguy của cô ấy chắc? Mày nghĩ chỉ có mày mới biết hy sinh vì cô ấy chắc? Tao nói cho mày biết, tao cũng rất thích anh. Không phải, nói là yêu, rất yêu mới đúng. Tao cũng lo khi cô ấy bị người ta bắt nạt. Tao cũng muốn ở bên cô ấy để bảo vệ. Nhưng rất tiếc, tao chỉ là người đến sau. Tao chỉ có thể nhìn cô ấy từ xa. Mày có biết không? Biết không hả? Kiên quát lớn, nước mắt vẫn thi nhau chảy dài trên khuôn mặt đẹp trai đầy nam tính của cậu. Bàn tay phải đang đập mạnh vào ngực. Là tao khiến cho anh bỏ đi. Đáng lẽ tao không nên đánh cô ấy. Hắn cũng như Kiên, hai bàn tay trắng trẻo khẽ bợ đầu đôi mắt, cũng đang ướt đẫm lệ. Trái tim kia của hắn và cả Kiên gần như không thể đập. Đau rất đau, gần như là muốn nổ tung ra. Mày là thằng khốn nạn. Nếu anh xảy ra chuyện gì, tao nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Kiên đứng phắt dậy đưa bàn tay lau đi giọt nước mắt, còn đọng lại trên khuế mi. Sau đó cậu lạnh lùng nói rồi lảo đảo bước đi. Giờ chỉ còn lại mình hắn ở đây, đôi mắt vẫn ướt đẫm lệ. Hắn tự trách mình, hắn hận bản thân mình đã quá ngu ngốc đẩy tình yêu của mình, niềm hy vọng cuộc sống của mình đi xa mình. Khóc, đau khổ, hắn vẫn lặng lẽ khóc tiếp, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến nó. Nhưng không chỉ có hắn hay Kiên mới biết đau lòng, lo lắng mà cả Duy cũng vậy. Cậu ngồi tựa lưng vào vách tường, cái đầu rối tung khẽ cúi xuống,
làm cho những giọt nước mắt chảy xuống, ướt đẫm cả vạt áo cậu. Em bảo là yêu anh, làm anh có hy vọng, rồi lại ra đi như thế này à? Em là ai? Tại sao đến rồi làm xáo trộn cuộc đời tôi? Rồi lặng lẽ mang trái tim tôi đi hả? Duy nói thầm trong lòng, nước mắt chảy càng nhiều, gần như ướt cả áo cậu. Nhưng lại không sao ngừng lại đau khổ như thế này. Cậu không hiểu tại sao ông trời luôn bất công với cậu, như thể luôn luôn tước đoạt những gì cậu yêu quý. Ngoài trời, lại một cơn mưa to như muốn che đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khóe mi. Kiên lảo đảo bước đi phía trước, nhưng cũng chẳng biết là mình nên đi đâu, về đâu, trong khi đầu cậu trống rỗng, rồi lại ngồi sập xuống đất nhìn lên trời, để nước mắt hòa cùng nước mưa. Tại sao vậy, ông trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao ông luôn mang đi những gì tôi muốn có thể hả? Nếu ông có mắt, hãy mang người ấy trở về đi. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ làm tất cả để người con gái ấy được hạnh phúc. Kiên nghẹn ngào trong nước mắt, hét lớn, làm mọi người đi qua đi lại chú ý đến cậu. Nhưng ngược lại, cậu chẳng thèm để ý quan tâm đến họ, vẫn vô vọng nhìn lên bầu trời. Và cơn mưa gần như che giấu hết đi những tiếng nức nghẹn ngào của hắn, cả Duy, để hai người có thể khóc lớn, khóc vì người con gái lạnh lùng vô cảm ấy đã khiến trái tim hai người tan nát. Cứ thế hơn một tuần liên tiếp, cả ba người đều tự nhốt mình trong phòng, đồng thời ra lệnh cho đàn em lục tung cả đất nước để tìm nó, nhưng kết quả là vô vọng. Còn ba người thì không ăn không uống, sống như người vô hồn, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của nó. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm mỗi khi nhớ tới lại khiến trái tim của hắn nhói lên đau đớn. Cứ thế ngày này qua ngày nọ, hắn ngồi lì trong phòng, rồi bỗng đứng phắt dậy tiến nhanh qua phòng nó. Hắn nhìn căn phòng trắng tinh, lạnh lẽo mà nước mắt lại không tự chủ trào ra khỏi khóe mi. Anh xin lỗi của anh, là lỗi của anh. Hắn khóc như ướt đẫm khuôn mặt rồi khuỵu xuống giường ôm lấy cái gối. Sau đó hắn thẫn thờ bước ra khỏi phòng nó, đôi chân trần trắng như sứ, khẽ bước lảo đảo xuống cầu thang. Hắn bước xuống bếp, rồi lại ra phòng khách, tiến ra vườn hoa, sau cùng là hồ bơi. Mỗi nơi hắn đều nhìn thấy hình ảnh của nó, càng làm nước mắt của hắn chảy nhiều hơn. Tại anh quá ngu ngốc, tại anh mà. Hắn quỳ xuống nền gạch men, bàn tay trắng trẻo đập mạnh lên ngực, không ngừng tự trách mình. Hắn nhớ nó, quả thật rất nhớ, nhớ đến phát điên, nhưng không biết tìm nó ở đâu. Hắn ước gì bây giờ có thể nhìn thấy nó, rất là muốn. Nhiều ước mơ vẫn chỉ mãi là ước mơ. Hắn chỉ biết nhìn lên trời mà oán trách, nhưng chính sự oán trách ấy lại khiến hắn phát hiện ra một điều. Camera, phải, nhà này có camera. Hắn vội vàng đứng dậy lấy tay lau đi nước mắt, vội vàng nhìn về phía chiếc camera giám sát đang nhấp nháy. Sau đó hắn chạy nhanh lên phòng điều hành mà trong lòng vui lên khôn xiết. Cuối cùng ông trời cũng nghe được lời của hắn nói và cho hắn nhìn được thấy nó, dù chỉ là trong những thước phim camera quay được. Rất nhanh, hắn ngồi xuống trước bàn máy tính, bàn tay run rẩy khẽ nhấp chuột, sau đó những hình ảnh của nó hiện lên. Khi nó đang xem phim, khi nó đang xếp hình, khi nó đang đứng nhìn hắn nấu cháo, cả khi hắn và nó té hôn nhau, rất nhiều hình ảnh về nó hiện lên, tùy trong phim. Nó luôn lạnh lùng vô cảm, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó là lòng hắn bỗng trở nên ấm áp. Như thế này là yêu sao? Nước mắt hắn lại tiếp tục rơi. Nhưng bỗng nhiên hắn ngồi bật dậy, tay nhấp con chuột, bấm tiếng lớn rồi đôi mắt lại mang đầy tơ máu. Và điều mà hắn nhìn thấy chính là đoạn video ở ngoài hồ bơi ghi lại cảnh Nhi và nó. Bàn tay hắn run lên từng đợt khi nghe những lời Nhi nói với nó. Khi Nhi dẫm lên chân của nó, khi Nhi giả vờ nói dối để hắn nghe, rồi cả khi hắn tát nó. Đuổi nó đi. Những hình ảnh đó cứ xoay tròn trong đầu hắn. Tại sao hắn lại ngu ngốc đến thế, lại không có một chút niềm tin nào đối với nó, lại không phát hiện ra bộ mặt của nó và Nhi. Hắn gần như điên loạn, hất lên mọi thứ trên bàn. Nguyễn Ngọc Nhi. Hắn gầm lên, sau đó cầm chiếc USB chạy ra khỏi nhà. Hắn chạy rất nhanh, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của nó. Vừa bước tới sân trường Kingdom, hắn đã hét lớn. Nguyễn Ngọc Nhi, cổ đâu, cô ra đây ngay. Hắn vừa chạy vừa hét lớn tên Nhi, sau đó đi lòng vòng kiếm Nhi. Phong, mày đi học được rồi à? Mày sao vậy? Thấy hắn chạy vào lớp, Nhi rất vui mừng hỏi thăm. Nhưng hắn tát mạnh một cái, khiến Nhi ngã nhào xuống đất, làm học sinh đều đứng hình nhìn hắn. Còn Nhi sau đó càng đứng dậy, nước mắt ứa ra chảy đầy khuôn mặt. Tôi thật không ngờ cô lại là người như vậy. Tôi quá kinh tởm cô, sao cô có thể như vậy với anh hả? Hắn hét lớn, khuôn mặt lạnh lùng đỏ lên vì giận. Bàn tay trái cũng rất nhanh túm lấy cổ Nhi, bóp mạnh, làm Nhi không thở được, còn mọi người xung quanh thì chẳng ai giúp Nhi. Phong, tao đã làm gì?
Nhi ngập ngừng nói, bàn tay yếu ớt không ngừng dãy giụa. Đến khi cảm thấy Nhi gần như sắp ngạt thở, hắn mới buông tay ra. Thì Nhi đứng đó thở hổn hển. Cô làm gì thì tự biết, cô quả thật là một diễn viên xuất sắc. Hắn cười lạnh khinh bỉ nhìn Nhi, như muốn nuốt chửng cô. Tao làm gì, tao không hiểu. Vậy thì mày tự xem đi, tao thật sự căm hận mày, tao hận mày. Nếu anh mà có xảy ra chuyện gì, thì tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết. Hắn lạnh lùng, phóng chiếc USB vào mặt Nhi, sau đó lạnh lùng bước đi. Còn Nhi thì đứng chết lặng, nhìn chiếc USB dưới đất, sau đó lại chạy theo sau hắn, ôm chầm. Phong mà, chỉ tại tao quá yêu mày, mày có biết không, khi nhìn thấy mày và cô ta, tao lại thấy hận. Tao, chỉ vì tao quá yêu mày thôi. Nhi vừa khóc, vừa ôm chầm lấy hắn, còn hắn thì chỉ cười lạnh, sau đó đẩy Nhi ra. Mày yêu tao, thế nên mày tìm cách hãm hại người con gái tao yêu. Nực cười, mày mau cút khỏi đây đi, nếu không đừng trách tao tại sao không nể tình bạn. Hắn lạnh lùng, quát, sau đó rất nhanh bỏ đi. Còn Nhi thì ngồi đó khóc, quả thật cô không cam lòng. Cô có gì thua kém những con ô xin kia? Cô xinh đẹp, gia cảnh giàu có, cô có gì là không xứng? Cô thật sự không hiểu, không hiểu, cô không cam lòng vì thua. Sau đó Nhi cũng đứng dậy chạy theo hắn, nhưng khi Nhi vừa đi khuất bóng, lại có một cái bóng người con trai xuất hiện. Người kia nhanh chóng nhặt chiếc USB lên, bỏ vào túi áo, rồi cũng bước đi. Còn hắn, hắn như người mất hồn đi lảo đảo trên đường phố. Hoàng Nguyệt Anh, em đang ở đâu hả? Em đang ở đâu? Anh rất nhớ em có biết không? Hắn vừa đi vừa nói, đôi mắt lạnh vô cảm sâu không đáy nhìn thẳng phía trước. Nhưng cũng như không nhìn, đi tông vào người khác, cũng không thèm quan tâm, chân vẫn lững thững bước đi. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở đâu? Em đang ở đâu vậy? Hắn bước qua đường mà đi như trên vỉa hè, mơ màng nghĩ đến nó, không thèm để ý tới những chiếc ô tô đang lưu thông trên đường, gần như suýt chút nữa là mang hắn. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý mà chậm rãi bước đi. Trong đầu hắn giờ này chỉ chứa đầy hình ảnh của hắn, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, mà cảm thấy hối hận cùng khi không tin nó vô tâm. Nó đánh, nó đuổi nó, nhưng giờ đây cũng đã quá muộn màng, vì nó đã rời xa. Bọn tao đến đây để tạm bị phong. Tao định sẽ đến Pháp, còn Kiên sẽ ở lại Canada. Duy cũng thay đổi, cậu bất cần đưa đôi mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó cũng cùng Kiên bước ra khỏi phòng, không thèm nhìn Nhi một cái, khiến cô như chết lặng ngồi dưới đất, nước mắt bất giác chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Là tại cô, là cô đã khiến cả ba người cô yêu và người cô quý trọng yêu mến nhất phải gặp chuyện. Nhưng giờ suy nghĩ lại, cũng đã quá muộn màng. Bỗng dưng cánh cửa đột ngột mở ra, và lần này một người đàn ông xa lạ xuất hiện. Chào tiểu thư, tôi là Dương Thanh, quản gia của Dương gia. Chào, chào quản gia. Nhi run rẩy. Tôi phụng lệnh của Dương chủ tịch đến đưa Phong thiếu gia trở về Mỹ để chữa trị, mong tiểu thư vui lòng tránh ra. Dương quản gia lạnh lùng đẩy Nhi qua một bên, sau đó đẩy chiếc giường bệnh đi. Còn Nhi thì thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của quản gia. Sau đó cũng bất giác chạy theo sau. Tôi có thể đi cùng không? Nhi ngậm ngùi khóc, nắm lấy vạt áo Dương quản gia. Có thể. Dương quản gia lạnh lùng nói, sau đó đẩy giường đi, còn Nhi thì cảm ơn rối rít. Và cứ thế, đúng vào 15 giờ chiều, chiếc máy bay riêng của Dương gia đã từ từ cất cánh đưa hắn và Nhi trở lại Mỹ, nơi hắn đã bắt đầu, và rồi nơi chứa đầy ký ức của nó. Hắn, Duy, Kiên và Nhi, nhưng mọi người thì đó, nhưng nó thì không còn. Sau 24 giờ, chiếc máy bay đã hạ cánh trên sân thượng của một bệnh viện lớn có tên là Dream. Hắn rất nhanh được đưa vào một phòng bệnh VIP, Nhi cũng ở cùng hắn, còn Dương quản gia rất nhanh trở lại. Tại một căn phòng rộng lớn. Nó sao rồi? Một giọng nói lạnh lùng như không thiếu sự nghiêm khắc vang lên, và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Dương Hải Thiên, chủ tịch tập đoàn Star và là ba của hắn. Dạ... Cậu chủ đã được đưa vào bệnh viện Dream, Dương quản gia đang nói, thì một tên vệ sĩ chạy vào. Thưa chủ tịch, Dương quản gia, tên vệ sĩ cúi đầu, có chuyện gì? Dạ, có một người tên là Lãnh Dịch muốn gặp chủ tịch. Lãnh Dịch, ông ta tới đây làm gì? Ông ta đang ở đâu? Dạ, đợi ngoài sảnh. Đi. Dương chủ tịch đứng phát dậy, bước nhanh ra đại sảnh. 15 phút sau, ông ta có mặt tại đại sảnh, đối diện ông là một người đàn ông trung niên khoảng 60 tuổi, khuôn mặt hiền hậu, khẽ mỉm cười với Dương chủ tịch. Cơn gió nào lại đưa Lãnh chủ tịch tới đây? Dương chủ tịch cười hỏi. Đòi người. Nhưng người kia cũng không vòng vo tam quốc, rất nhanh vào vấn đề chính. Đòi người? Ta đây có giữ người của Lãnh chủ tịch đâu mà ngài tới đây đòi người?
Dương Chủ tịch làm vẻ mặt vô tội hỏi, chẳng lẽ Dương Chủ tịch đã quên chuyện 2 năm trước rồi sao? Lúc đó ta đã nhờ ngươi chăm sóc một đứa trẻ giúp ta. Người kia cười khẩy nói, à tôi nhớ rồi, Dương Chủ tịch cười. Vậy bây giờ con bé ở đâu? Bỏ đi rồi. Bỏ đi? Tại sao lại bỏ đi? Người kia lo lắng hỏi, tôi không biết, Dương Chủ tịch vẫn thản nhiên trả lời. Ông không biết, nhưng tôi lại biết đấy. Trong suốt 2 năm qua, ông đã hành hạ nó như thế nào, bỏ rơi nó ở góc nhà to lớn này như thế nào, đánh đập nó như thế nào. Người kia nổi giận, nắm lấy áo của Dương Chủ tịch nói. Chứ còn cô ta có gì tốt đẹp, luôn tỏ vẻ ngây thơ quyến rũ con trai độc nhất của tôi, khiến nó sống không bằng chết trong bệnh viện. Không biết con bé làm gì Dương Hải Thiên, ông hãy nhớ lấy, lãnh dịch của tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Và người đó không ai khác, chính là người 2 năm trước đã cứu nó, chăm sóc nó trong suốt 10 ngày. Và người đó là lãnh dịch, chủ tịch của một tổ chức Liên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một tổ chức làm việc cho Tổng thống Mỹ, và ông cũng là một chủ tịch tập đoàn lớn trên thế giới. Nhưng năm đó bởi vì một số lý do mà ông đã để nó vào Dương gia. Ông nghĩ nó vào đó sẽ được an toàn, nhưng không ngờ ông mới biết mình đã hại nó, hại con bé nhỏ của ông, đã phải thấy cảm tình. Trời ra vút chốc trôi qua thật nhanh, lại 1 tháng nữa trôi qua mà hắn vẫn chưa tỉnh lại, vẫn nằm lặng im trong căn phòng trắng, Nhi thì vẫn bên cạnh chăm sóc. Bao giờ anh mới tỉnh hả Phong? Nhi thở dài, nước mắt lại chảy ướt đẫm ra khuôn mặt. Bàn tay trắng trẻo đang tỉ mỉ lau bàn tay trắng của hắn. Bỗng nhiên bàn tay hắn cử động rất nhẹ, sau đó nắm lấy bàn tay Nhi, còn Nhi thì đứng hình, nhìn hắn, rồi khóe mắt của hắn từ từ mở ra, nhìn chằm chằm vào Nhi. Còn Nhi thì vui mừng ôm lấy hắn mà khóc. Phong, anh tỉnh rồi. Nhi ôm hắn, nhưng bỗng hắn đẩy cô ra, làm cô giật mình lùi lại. Cô là ai? Bỗng cái giọng lạnh lùng như băng của hắn cất lên, làm Nhi cả người chạy lại, lay mạnh vào tay của hắn khóc. Phong, anh không nhận ra em sao? Nhi nghẹn ngào, còn hắn thì vẫn lạnh lùng, bất cần đẩy Nhi ra. Duy và Kiên đâu? Sao tôi lại ở đây? Anh ấy... Nhi ngập ngừng kể lại cho bác sĩ nghe. Cậu ấy bị mất trí nhớ. Bác sĩ tử tốn nói, nhưng sao anh ấy chỉ quên mỗi tôi và người ấy? Chắc cậu đã có một triệu chứng đả kích rất lớn về việc, về mặt tâm lý, nên khi bị tai nạn, chấn thương, ở vùng đầu khiến cậu ấy mất đi một số ký ức, hoặc là cậu ấy không muốn nhớ tới, hoặc là hình ảnh đó quá sâu nặng. Thế bao giờ anh ấy sẽ nhớ ra? Có thể 1 tháng, 1 năm hoặc có thể là vĩnh viễn. Ông nói xong, nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau đó Nhi cũng bước trở về, thì thấy hắn đã ngủ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay của hắn, mà nước mắt lại chảy dài. Được, trời đã cho em cơ hội, thì em nhất định sẽ nắm lấy. Hoàng Nguyệt Anh coi như cô chỉ là một vết đen trong cuộc đời của Phong. Nhưng từ giờ, cô không còn tồn tại. Nhi khẽ lau nước mắt của mình, nhìn hắn mỉm cười. Còn hắn thì đang miên man trong một giấc mơ. Một giấc mơ mơ hồ, nhìn bóng dáng của một người con gái, chân bước đi rất chậm, nhưng hắn không thể nào bước kịp người con gái đó. Đau, hắn cảm thấy tim mình rất đau, nhưng không làm gì được cả, chỉ có thể hét lớn để người kia có thể quay đầu nhìn lại. Nhưng kết quả, người kia vẫn lạnh lùng bước đi. Đến đây hắn giật mình tỉnh dậy, thì thấy Nhi nước mắt giàn giụa nhìn mình. Bất giác hắn thầm nghĩ cô chính là người con gái trong giấc mơ của mình. Rồi nhanh chóng hắn ngồi dậy, ôm chầm lấy Nhi, làm Nhi cũng giật mình đơ người nhìn hắn. Một lúc sau hắn mới buông Nhi ra. Cô là người tôi yêu sao? Hắn bỗng nhìn vào đôi mắt, hỏi Nhi, còn Nhi thì bối rối quay đi hướng khác. Trong đầu cô cũng hiện lên rất nhiều câu hỏi, không có câu trả lời. Nhưng ông trời đã cho cô một cơ hội yêu hắn, cô sẽ không ngu ngốc bỏ qua. Phải, cô yêu hắn, yêu từ rất lâu, dù cô biết là cô ích kỷ, nhưng vì cô yêu cô sẽ làm tất cả. Phong, anh nhớ xem rồi à? Phong, em là Nhi, Nhi của anh đây. Nhi òa khóc ôm lấy hắn, còn hắn cũng ôm lấy Nhi vỗ về. Phải là thế. Hắn không còn nhớ nó là ai, và đúng như những gì nó nói, Hoàng Nguyệt Anh nó và hắn, Dương Hàn Thiên Phong, mãi mãi chỉ là 2 đường thẳng song song, không bao giờ trùng nhau và cũng không bao giờ cùng một thế giới. Tại một nơi rất xa, trong một căn phòng chỉ toàn màu đen, đang có một bóng dáng của một người con gái, đôi mắt tím lạnh, dán vào màn hình máy tính, nhìn những con số biến động liên hồi, và người đó không ai khác chính là nó. Ren, một người con trai bước vào phòng đặt bàn tay thon dài lên đôi vai của nó, làm nó giật mình ngước mắt lên. Sun, anh còn sống? Nó lắp bắp nhìn khuôn mặt mờ ảo của chàng trai trong căn phòng tối, sau đó đứng dậy ôm chầm lấy chàng trai. Anh làm sao có thể bỏ Ren bé bỏng của anh chứ? Chàng trai cười, hiền, siết chặt thân thể nó. Sun, anh có biết là em nhớ anh lắm không? Sao anh không tìm em hả?
Nó giống như một đứa bé khóc òa lên trong lòng chàng trai. Jen khóc khóc gì chứ, anh Xuân trở về rồi mà. Chàng trai vẫn cười, đẩy tay nó ra, sau đó xéo nhẹ mũi nó. Xuân, nhưng rồi bỗng chàng trai dần đi xa nó, rồi biến mất. Xuân, nó giật mình tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là một giấc mơ. Xuân, người con trai yêu thương nó cũng đã vì nó mà chết. Người con trai duy nhất mà nó có thể tin tưởng. Người duy nhất đã thổ lộ tâm tư tình cảm. Và là người con trai nó có thể tựa đầu thoải mái mà khóc. Triệu Tĩnh Du. Triệu Tĩnh Du. Nó lạnh lùng gầm lên, bàn tay siết chặt lại. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đẫm máu của gia đình mình và cả Xuân. Thật sự nó gần như phát điên lên, lao như thiêu thân vào bàn làm việc, chúi vào mục máy tính, đôi mắt và bàn tay linh hoạt lại lướt nhìn qua bàn phím. Và giờ trong tâm trí của nó đã không còn chứa một chút tạp niệm nào về hắn. Đúng, từ khi nó chọn từ bỏ thì hình ảnh của hắn cũng theo đó mà trôi đi. Trong đầu nó chỉ hiện lại chứa đựng sự trả thù và trả thù. 2.000 bảng Anh để trả thù lao cho cậu, cậu nghĩ sao? Triệu Thịnh Du cười đắc ý, thầm nghĩ với cái giá của ông ta thì đưa cho một hacker như nó, có bán chất xám cả đời cũng không được. Nhưng ông ta đã lầm, nó không phải là muốn số tiền nhỏ nhoi của ông ta, mà thứ nó muốn là tập đoàn Queen. Ông nghĩ cái giá để bán đi chất xám của tôi lại rẻ mạc đến thế sao? Ông quá xem thường tôi rồi. Chào. Nó cười lớn, sau đó nhanh đi, còn họ Triệu kia thì đơ người, sau đó lắp bắp nói. Thế cái giá để đổi chất xám của cậu là gì? Họ Triệu khuôn mặt trắng đi vài phần, đầu không ngừng suy nghĩ. Nó quả thật là một người không dễ chơi, thật không phải là bình thường. Quả không hổ danh là Triệu chủ tịch, được cái giá tôi muốn là 5% của tập đoàn Queen, ông có thể đồng ý chứ? Nó nhếch đôi môi ngồi xuống ghế cười. Còn Triệu Thiên Dĩnh thì đơ người nhìn nó một lúc, sau đó ông cũng cười nói. Cậu quả không hổ là thiên tài của thế giới đêm. Nếu đã gọi tôi là thiên tài của thế giới đêm, sao ông còn muốn thuê tôi? Nó vẫn giữ nụ cười lạnh, nhưng trên đôi môi cũng không đợi họ Triệu lên tiếng. Nó đã mở lời khiến ông ta không có quyền lựa chọn. Tôi cho một phút để suy nghĩ về yes or no. Hết thời gian, trước câu hỏi không có sự lựa chọn của nó, họ Triệu chỉ có thể kiềm chế tức giận. Được tôi đồng ý cho cậu 5% cổ phần của tập đoàn Queen, nhưng đổi lại cậu phải phục tùng mọi điều kiện của tôi. Họ Triệu bình tĩnh cười. Ông không có quyền ra điều kiện với tôi, quyết định là ở tôi. Và vấn đề. Nó lạnh lùng đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên bàn làm việc của ông ta. Cậu muốn thiết lập một hệ thống bảo mật dữ liệu cho Queen, đồng thời thiết lập một hệ thống giám sát nhân viên trong tập đoàn, và cậu hãy tìm cách lấy dữ liệu của tập đoàn đối thủ Kark. Họ Triệu dần lấy lại vẻ mặt lúc đầu từ tốn, đi tới trước mặt nó, rồi đưa cho nó một xấp tài liệu. Triệu chủ tịch, quả là biết cách chơi xấu, nhưng tôi thích, vì chúng ta đã cùng đứng trên một con thuyền rồi mà. Triệu chủ tịch nhớ giữ lời hứa chuyển 5% cổ phần của tập đoàn Queen cho tôi. Chào. Nó khuếch môi, nói, rồi rất nhanh bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình Triệu Tĩnh Du trong phòng, hắn ta khuôn mặt thay đổi, đến đáng sợ, đập phá đồ trong phòng. Vương Tử Di thằng nhãi danh, ta nhất định sẽ khiến người hối hận vì đã dám vô lễ với ta. Triệu Tĩnh Du gầm nhẹ, sau đó lấy lại vẻ mặt ban đầu, bước nhanh ra khỏi phòng. Ta... Rồi âm thanh lạnh lùng kia của nó lại cất lên, làm tất cả mọi người đều chú ý về phía nó đang tiến dần đến mà không khỏi bối rối trước vẻ ngoài đẹp trai của nó. Ngươi sao? Một đứa nhãi danh miệng còn hôi sữa mà cũng muốn đánh với ta à? TTH cười khinh bỉ, nhìn nó, đổi lại nó chả thèm để tâm tới những lời hắn nói ra, khóe môi lại nhếch lên cười, ngay ngắn ngồi trước mặt hắn. Ok, tôi thừa nhận mình là đứa trẻ miệng danh còn hôi sữa, nhưng nếu tôi thắng anh thì anh phải làm cháu của tôi nhé. Nó cười nhạt, giọng điệu trêu chọc, làm cho TTH giận tím cả mặt, mọi người xung quanh thì che miệng cười. Được, chơi thì chơi, chia bài. TTH hậm hực nói, ra lệnh cho anh chàng phục vụ chia bài. Bọt. Hắn ta nhìn hai quân bài trong tay rồi nhếch môi cười. Bọt thôi. Sau khi bọt xong, hắn môi khẽ nhếch lên nhìn nó đang trầm tư. Bọt thôi. Giọng điệu của nó bỗng trở nên lạnh lùng dứt khoát, khiến anh phục vụ khẽ run lên từng cơn. Mở. Anh phục vụ lắp bắp. Ngũ Linh 21. TTH cười, đắc ý nhìn xuống bài của mình. Một con 9 rô, hai con 3 cơ, cả bích, một con 4 chuồn và một con 2 bích. 19. Nó mở bài ra. Càng khi hắn cười đắc ý, bài của nó là một con rico, một con 5 bích và một con 4 cơ. Giờ chơi thật tôi cược 10 bảng Anh. Hắn ta nhếch môi. 20 bảng Anh. Nó lạnh lùng nói, sau đó rút tiền trong túi vứt lên bàn. Cậu đúng là dân chơi.
Hắn ta cười lấy bộ bài từ trong tay tên phục vụ, sau đó sóc bài, chéo bài, nhìn điệu bộ của hắn ta rất là chuyên nghiệp. Bọt mở. Hắn ta nhếch môi cười nhìn nó, còn nó thì thong thả mở bài, sau đó lại lấy nụ cười khinh bỉ của hắn. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm. 20 điểm. Tiền thuộc về tôi rồi nhé. 21. Hắn ta cười thân tình cũng rất nhanh trởm lên, hùa hết tiền về phía mình. Mọi người xung quanh thì lo lắng nhìn nó, còn nó chỉ nhếch môi hừ lạnh. 1000 bảng anh chơi chứ. Sau đó nó lạnh lùng vứt nhanh bọc tiền lớn ra bàn, làm mọi người xung quanh và cả TTH đều thoáng chốc giật mình. 1000 bảng anh đâu có phải là một khoản tiền lớn đối với lũ dân chơi chuyên nghiệp như bọn họ. Nhưng nó cũng không phải là một đứa nhỏ để có thể đánh cược một ván. Tôi thích cậu rồi đó, tôi chơi. TTH cười đắc ý, hùa toàn bộ số tiền của mình đang có về phía trước và trận đánh chính thức bắt đầu. Lần này hắn ta vẫn là người làm chủ các thao tác, vẫn rất nhanh và linh hoạt, nhưng thật sự có chuyên nghiệp đến đâu cũng không thể qua mặt được. Nói đúng hơn là không thể nào qua mặt được người của Black. Nhưng nó cũng chẳng thèm mảy may nhìn hai lá bài tây trong tay mà cũng giống như không nhìn tùy ý bọt bài. Còn những người xung quanh thì lại càng lo lắng cho cậu thanh niên trẻ người non dạ. Còn hắn TTH giống như là cái tên của mình, ngạo mạn, hách dịch, bẩn thỉu và ngu ngốc. Nhưng đối với nó không quan trọng. Thứ mà nó quan tâm là... Ta thắng, ngũ linh 21, tiền là của ta. Hắn ta thông thả ủa hết tiền về phía mình. Sau đó, cảm thấy hôm nay ăn thế này đủ rồi, nên rất nhanh chỉ nhận đủ số tiền khổng lồ vào vali rồi đùng đỉnh bước đi. Mọi người xung quanh thì lại xôn xao lên nhìn nó, chỉ trỏ, còn nó vẫn thế lạnh lùng, mang khuôn mặt không cảm xúc, hướng đôi mắt đen không đáy về phía những lá bài tây nằm ngổn ngang trên bàn. Những ngón tay trắng trẻo thon dài, khẽ gõ nhẹ trên bàn, tạo nên một tiếng kêu lạch cạch, dầm. Sau đó cái bàn rộng lớn nơi đó đang ngồi, bị chính bàn tay thon dài của nó đập mạnh. Một cái vỡ thành hai, mọi người xung quanh không ai bảo, đều kinh ngạc im lặng nhìn nó mà toát cả mồ hôi lạnh. Ngay cả TTH cũng đang vui vẻ bước đi thì đứng khựng lại, quay đầu nhìn nó kinh ngạc. Muốn đi như thế à? Đâu có dễ. Nó lạnh lùng nói nhanh, đã rất nhanh ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh. TTH và mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc rất lâu, sau đó không thấy hắn ta ho hề nửa lời. Được, thế lần này cậu muốn đặt cược gì? Sau đó hắn ta cũng rất nhanh lấy lại sự kiêu ngạo vốn có của mình, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, ngạo mạn nói. Tất cả những thứ anh muốn. Nó lạnh lùng nói. Ok, nếu tôi thắng cậu, tôi muốn có cậu. Còn nếu cậu thắng tôi sẽ làm tất cả những gì cậu muốn. Tiểu Mỹ Nam. Hắn ta vừa nói vừa lượn lờ tới chỗ của nó, còn nó thì chỉ khinh bỉ xoay người một cái, rồi chuyển tới vị trí ngồi khác. Lần này tới lượt tôi. Nó lạnh lùng cười, bàn tay trắng trẻo thon dài như ngọc đã rất nhanh di chuyển trên toàn bộ đôi giày linh hoạt giống như có ma thuật, biến những lá bài bay trên không trung tạo thành một vòng tròn to rộng, sau đó từ từ chạy thẳng tắp về hai bàn tay của nó. Cũng không biết từ khi nào mà đã có 4 lá bài nằm dài thẳng tắp trên mặt bàn, 2 lá bên nó và 2 lá bên TTH. Còn tất cả mọi người nhìn kỹ thuật điêu luyện của nó thì rất nhanh lâm vào tình trạng chất lâm sàng toát lạnh cả mồ hôi. Khỉ thật, không ngờ cậu thiếu niên hời hợt lạnh lùng thờ ơ lúc trước đã trở thành một con người khác, một tay climbing full chuyên nghiệp. TTH nuốt nước miếng của mình nhìn nó, hắn không ngờ lần này lại gặp phải một cao thủ, một tay chơi thứ thiệt, khiến cho hắn mồ hôi đầm đìa, bàn tay run rẩy khẽ đưa xuống, cầm lá bài, mọi người xung quanh cũng chẳng khá hơn. Ai nấy đều cảm thấy hồi hộp nhìn theo từng cử động của anh ta. Xì lác, xì lác là xì lác, nhóc con ơi cưng nhận thua đi. Của anh là xì lác nhá, giờ em đã ngoan ngoãn cùng anh về nhà làm nô lệ đi. Hắn ta cười như điên, cầm hai lá bài, sau đó bước nhanh đi, còn nó vẫn như cũ, cũng luôn lạnh lùng đôi tay thon dài nhịp nhàng trên bàn. Khoan đã, ván bài còn chưa kết thúc mà. Con của anh là con lá bài xì lác bích, con của tôi là xì lác cơ, là con át chủ bài. Nó lạnh lùng nói, giọng tựa như Atula vang lên, bàn tay khẽ rung động rất nhanh, hai lá bài đã găm sâu vào vách tường. Xì lác, bài của nó cũng là xì lác, nhưng của nó là một con xì lác cơ và một con ca bích, còn của TTH là một con xì bích và một con ca cơ. Như thế này thì đâu có được tính là xì bàn, bao giờ cũng thắng vì nó là con át chủ. Khi vừa nhìn thấy hai lá bài của nó bay ra, tất cả mọi người đang trong casino gần như không tin vào mắt của mình, nhất là TTH. Sao có thể như thế chứ, cậu gian lận. Hắn ta hét lên, dụi mắt nhìn về phía hai lá bài nằm im trên vách. Gian lận.
vì ta là King Karsaf, là vua cờ bạc bịp. Nó khách môi cười lạnh rồi nhanh chóng bước đi, còn mọi người ở casino thì đơ người nhìn nó. Gì chứ, King Karsaf, người được mệnh danh là vua cờ bạc đánh bạc chưa bao giờ biết thua, đánh là thắng, đã rời khỏi thế giới trắng đen này và đã trở lại, còn gây ra sóng gió và chính nơi đã làm nên tên tuổi của mình, Casino Black, và là người chưa bao giờ để cho người ta trong thế giới đen thấy khuôn mặt thật của mình mỗi lần xung trận, là mỗi lần mang một khuôn mặt khác nhau, và người đó chính là King Karsaf. Và lần này cũng không ngoại lệ, nó vừa mới bước ra khỏi cửa, đã có một lớp da nằm lăn lóc lại phía sau, lại là một khuôn mặt mới. Còn TTH, hắn ta rất nhanh cũng bị bốn tên cận vệ của nó bịt mắt đưa đi. Triệu Tĩnh Du, trận thứ hai chính thức bắt đầu. Chú thích, TTH là Triệu Thiên Hạo, là con trai của Triệu Tĩnh Du. Kẻ thù số 1 của nó. Nó nhếch môi, rồi rất nhanh đã lao chiếc xe Lamborghini đen bóng trong màn đêm đen tối, với tốc độ tử thần mà hình như thoang thoảng trong không khí nó đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Dầm, rất nhanh Triệu Thiên Hạo được đưa tới một căn phòng tối, sâu trong lòng đất, làm hắn ta sợ đến nỗi trắng bạch cả mặt, thân thể trở nên run rẩy. Sau đó cánh cửa lớn lại được mở ra, sau đó có 5 người, 3 gái, 2 trai bước vào, người đầu tiên là nó đeo mặt nạ, mái tóc đen dài cũng được thả tự do. Tiếp theo đó là Huy và Di, hai người đeo mặt nạ trắng và bên cạnh hai cô là hai người con trai đeo mặt nạ màu xanh và tím. Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Hắn ta lắp bắp nói, nhưng đổi lại cho hắn ta là một sự im lặng. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Triệu Thiên Hạo, khẽ khuếch môi lên. Ngươi quên lời hứa với King Karsaf rồi sao? Nó lạnh lùng nói, bàn tay lạnh lẽo khẽ gõ nhẹ lên bàn, tạo ra một âm thanh lạch cạch đáng sợ. Các người muốn gì? Triệu Thiên Hạo sợ hãi nói. Rất đơn giản, thưa ngài tổng giám đốc tập đoàn Queen. Nó lại khuếch môi đứng dậy, còn Triệu Thiên Hạo thì đứng hình, nhìn nó, hắn ta không thể nào tin được cái chức tổng giám đốc mồ nhìn của mình. Chưa một người ngoài tập đoàn nào có thể biết, mà giờ hắn ta cũng mới biết được mình chỉ là một quân cờ trong tay nó. Thứ ta muốn rất đơn giản là 10% của phần tập đoàn Queen của ngươi. Nó lệnh lùng ra lệnh cho Huy và một sấp tài liệu cho hắn. Tôi không ký. Hắn ta cố chấp lắc đầu, vứt cây bút và một hộp mực đỏ gì đưa sang một bên. Thế anh muốn tự mình hay để người khác của tôi làm giúp? Nó lạnh lùng nói rất nhanh, đã có một con dao kề trên cổ hắn ta, làm hắn ta sợ xanh cả mặt, run rẩy cầm bút ký tên, ấn dấu vân tay lên giấy. Vậy giờ tôi có thể được đi chưa? Hắn ta lắp bắp. Đi được. Nó vẫn khuếch môi làm cho hắn ta vui mừng đứng dậy tính bỏ đi, thì lại bị lời nói của nó làm cho đứng khựng lại. Nhưng không phải là bây giờ, chói hắn ta lại. Nó lạnh lùng ra lệnh hai chàng trai đeo mặt nạ tím và xanh. Rất nhanh, hắn đã bị treo lên. Còn nó cũng rất nhanh bước về phòng. Dì Huy, hai cô đi lo liệu chuyện còn lại, nhất định phải thu dọn cho thật sạch sẽ, bằng giá nào cũng phải khiến cho những tên cổ đông đó ói cổ phần của tập đoàn ra trước cuộc họp cổ đông diễn ra vào 2 tháng nữa. Nó lạnh lùng nói, còn Huy và Dì cũng rất nhanh bước ra khỏi phòng, còn nó cũng rất nhanh quay lại căn phòng, nhốt tên Triệu Thiên Hạo. Nó đứng trước mặt hắn ta, bàn tay nhỏ bé cầm trường tiên là roi quất mạnh xuống đất, tạo thành những âm thanh man dợ, làm hắn ta sợ toát mồ hôi ướt cả áo. Tôi đã làm gì đắc tội với cô chứ? Hắn ta nuốt nước miếng, còn nói với đôi mắt lạnh lùng sau chiếc mặt nạ càng trở nên đáng sợ. Bàn tay phải cầm roi khẽ nắm chặt lại, quất mạnh xuống nền đất, làm cho nó gần như muốn tách đôi ra. Người có rất nhiều tội đấy. Nó lạnh lùng nói, rất nhanh đã vung roi quất mạnh vào người hắn, khiến cho da thịt hắn rớm máu, nhưng đối với nó hình như thế này vẫn chưa đủ. Nhìn thấy máu của hắn ta, nó gần như căm hận hơn. Nước mắt của nó cứ như những hạt châu ngọc từ từ rơi ra khỏi hốc mắt, khóc. Phải, nó đã khóc, một con người lạnh lùng vô cảm như nó đã khóc, nhưng không phải là nó khóc cho bản thân mình, mà nó khóc cho Sơn. Phải, khóc cho Sơn, người luôn yêu thương nó, lo lắng cho nó. Rồi những hình ảnh về Sơn lại thay nhau hiện lên trong đầu, khi cậu cười, khi cậu buồn, và cả khi cậu đau đớn vì bị hắn ta, Triệu Thiên Hạo quất từng đòn roi vào thân thể cậu, khi cậu cố gắng bảo vệ nó, khi hắn ta muốn làm nhục nó. Và cả khi Sân vì nó mà cản hắn ta lại, kết quả bị hắn ta và đám cận vệ của hắn ta đánh, rồi lại vì cứu nó mà cậu cố gắng bò dậy, chạy tới chỗ nó, che chở cho nó. Và kết quả bị Triệu Thịnh Du bắn liên tục vào thân người, sau đó đôi mắt cậu từ từ khép lại, thân hình cũng từ từ ngã xuống vách núi. Và cũng vào đúng hôm nó bị rơi xuống vách núi,
Nhưng cậu chỉ rơi xuống trước nó vỏn vẹn 5 phút, nhưng 5 phút cũng đủ để khiến hai sinh mạng chia xa mãi mãi. Và cũng vì 5 phút đó mà đã đưa nó đến bên hắn, rồi lại như một cơn gió thổi qua cuộc đời hắn. Càng nghĩ nó càng cảm thấy căm hận từng đòn roi lại càng thêm mạnh hơn, gần như muốn giết chết hắn. Nhưng lại rất nhanh bị hai chàng trai kia cản lại. Chứ để nó giết Triệu Thiên Hạo chỉ có hại cho nó chứ chẳng được ích gì. Xuân, em sẽ trả thù cho anh. Nó lạnh lùng rồi vứt sợi roi xuống, từ từ bước đi. Mà không biết sau mình có một con người đang nhìn nó bằng một đôi mắt xanh buồn bã chứa đựng đầy sự chua xót. Từng giọt nước mắt cũng rất nhanh rơi dài trên khuôn mặt trắng không tì vết của người đó, sau đó rất nhanh rời đi. Rồi thời gian trôi nhanh qua rất nhanh, phút chốc đã sang một tháng. Vào thời gian này, nó vẫn đeo chiếc mặt nạ của Vương Tử Di mà làm việc với Triệu Tĩnh Du. Mặt khác lại lấy hết tất cả thông tin mật của Queen, lần lượt phá tất cả dự án lớn của hắn ta. Một phần khác lại chỉ đạo cho tập đoàn Black Rose thao túng cả thế giới đêm và mafia chặn tất cả nguồn rửa tiền bất hợp pháp của hắn. Rồi lại thao túng cổ phiếu Queen, đưa cổ đông vào chồng để thao túng Queen. Nhưng mỗi khi về đêm, nó lại trở về với chính con người thật của mình là Tavil và Ren, chúa tể của thế giới ngầm, là chủ tịch của tập đoàn Black Rose, tập đoàn mafia đứng đầu thế giới, và lại cùng bang hội Devil thao túng địa bàn trên khắp mọi nơi, tận diệt tất cả những kẻ ngán đường nó. Bàn tay của nó càng ngày càng nhuộm máu, vĩnh viễn vẫn không thể nào rửa sạch. Chừng nào còn Triệu Tĩnh Du, trên cuộc đời này, nó gần như không thể nào ngủ khi không có sự trợ giúp của thuốc ngủ, bởi vì mỗi khi nó khép mi lại, thì hình ảnh đẫm máu của đại gia đình của nó hiện lên, làm nó luôn phải tự hành hạ bản thân của mình, ép mình làm việc. Nhưng mỗi khi làm việc, trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh của Sân, khi mà cậu ân cần chăm sóc cho nó. Mỗi khi nó làm việc, là nước mắt nó lại bất giác chảy ra, nhưng rất nhanh đã được nó lau đi. Hiện giờ nó cũng đang đứng trước cánh cổng màu trắng to lớn, đôi mắt đen lạnh lùng trong hình dạng của Vương Tử Di. 2 năm rồi nhỉ, Triệu gia. Triệu Tĩnh Du, tôi đã trở lại rồi. Nó nghĩ thầm, khóe môi lại lạnh lùng khếch lên, nhìn vào phía trong căn biệt thự màu càng nhạt hơn, nơi nó đã sống 6 năm, nơi nó phải chịu sự nhục nhã. Nó đã trở lại, nhưng không phải là trong thân phận của một con hầu gái của Triệu gia, mà là Vương Tử Di, hacker đứng đầu thế giới, là Hoàng Nguyệt Anh. Nó lạnh lùng ngẩng cao đầu bước đi vào con đường đá hoa cương, sau lại như cơn gió tiến vào phòng khách, ngồi yên vị, nhưng chẳng có ai thèm để ý đến nó. Nó như tàn hình ngồi trong căn phòng rộng lớn, bởi vì tất cả đang xôn xao, vì chuyện đại thiếu gia trở về trong bộ dạng đáng sợ như vậy. 15 phút sau, các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Là bác sĩ mà không thể nào biết được bệnh nhân sao? Triệu Tĩnh Du quát ầm lên, chân liên tiếp đạp mạnh vào thân thể các bác sĩ, còn nó khi nghe lão ta quát, khóe môi lại nhếch lên, bàn tay khẽ dài, lướt nhanh trên màn hình điện thoại, rồi lạnh lùng bước về nơi, vừa phát ra tiếng động. Triệu chủ tịch, để tôi xem. Sống trong thế giới, gần vài năm như thế, tôi cũng biết xem một số bệnh. Bỗng giọng nói lạnh lùng của nó vang lên, khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn nó, rồi rất nhanh rơi vào tình trạng sốc lâm sàng nhìn nó. Một cậu thanh niên khuôn mặt thanh tú gọn gàng, bờ môi quyến rũ, với đôi mắt đen lạnh lùng, nhìn cun dễ sợ. Còn nó cũng rất nhanh đã đi lại gần Triệu Thiên Hạo, giả bộ xem bệnh, rồi cũng rất nhanh quay 180 độ. Khóe mắt của nó cũng giật giật mình, nhìn chẳng khác nào là biểu cảm đang bối rối, lo sợ, trông thật thà dễ sợ. Quay sang nhìn Triệu Tĩnh Du. Triệu chủ tịch, tôi xin báo cho ngài 2 tin buồn. Một là Triệu thiếu gia đã trúng phải dung dịch NQ-109. Nó tỏ vẻ buồn rầu nhìn Triệu Thiên Hạo, rồi lại quay sang nhìn Triệu Tĩnh Du, sau đó nói tiếp. NQ-109 là một loại thuốc rất độc, chỉ nhỏ một giọt cũng sẽ khiến cho người chúng phải dung dịch phải chịu cảnh sống không bằng chết, bởi vì ngũ tạng đang bị thối rữa ra. Chất này còn khiến đầu óc của người chúng dung dịch trở nên điên loạn, chẳng khác gì đứa trẻ lên hai, có khi lại như một tên tâm thần. Và dung dịch này còn khiến tất cả những dây thần kinh của con người dần dần trở nên căng ra, sau đó vỡ tung. Nó tỏ vẻ lo lắng. Còn Triệu Tĩnh Du và tất cả bác sĩ ở đó, những người có mặt ở đây đều phải dùng mình. Họ không ngờ trên đời này lại có một loại thuốc đáng sợ như vậy, có tác dụng hủy hoại đáng kinh ngạc. Nhìn Triệu thiếu gia thì ít nhất cũng phải uống một lọ chất NQ-109, nên khuôn mặt mới lúc đỏ lúc đen như thế này đều có thể là do thể hiện của dung dịch đã ăn sâu vào máu và đang di chuyển tới các dây thần kinh. Đúng là chất độc có 102 trên toàn thế giới, hành hạ con người bằng đáng sợ, và sẽ từ từ đi ra trong sự đau đớn trong vòng 48 ngày.
Đúng là độc của Devil, độc ác quỷ do chính tay Devil tự mình sáng chế ra, và hình như Triệu Thiếu Gia là người thứ hai được trải nghiệm. Nó vẫn vậy, tỏ vẻ mặt lo lắng, nhưng trong lòng thì không ngừng cười lạnh. Còn Triệu Tĩnh Du thì kinh ngạc, lại càng kinh ngạc, nhìn đứa con trai cưng của mình, sau đó gầm lớn đập tung tất cả đồ đạc trong phòng. Là ai? Là ai đã khiến con trai của ta trở nên nông nỗi này? Ta mà biết được, ta sẽ nhất định khiến kẻ đó trả gấp 100, 1000 lần. Lão ra sức quát lớn làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Chỉ riêng mình nó khóe miệng bỗng nhếch lên tạo thành một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, nhưng rất nhanh cũng biến mất. Tin thứ hai, người khiến cho Triệu Thiếu Gia trở ra nông nỗi này chính là... Devil, người đứng đầu giới mafia Black Rose thế giới. Thiếu gia đây dám giở trò trong casino Black của Black Rose, còn dám thách đấu với King Kashap và... còn gì thì có trời mới biết. Là Devil đấy, ngài có muốn trả thù không? Nó khuếch môi lạnh lùng, còn Triệu Tĩnh Du thì rất nhanh đã trở nên câm nín. Cả căn phòng bỗng lặng im như tờ. Triệu Tĩnh Du vừa nghe đến tập đoàn mafia Black Rose thì chân gần giống như đứng không vững, ngã xuống giường. Lão ta bỗng trở nên run rẩy, khuôn mặt tái nhợt chỉ vì nghe thấy cái tên Black Rose, tập đoàn buôn bán mạng người lớn nhất trên thế giới, làm người ta run rẩy, không dám dính vào, mà đằng này con trai lão lại dám động đến. Còn biến ra như vậy thì cuộc đời lão sau này cũng hơi khó sống, vì chính lão cũng đang phải dựa dẫm vào Black Rose. Tôi đi trước. Rất nhanh nó quay đến 360 độ, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng bất cần như lúc nãy, khiến mọi người lại một phăng kinh ngạc, nhìn nó lạnh lùng bước đi. Chồng nó lúc này chẳng khác nào một tài tử Hollywood đẹp trai, lạnh lùng cuốn hút, thật sự có thể đoạt được giải Oscar hạng mục diễn viên xuất sắc nhất. Nó vừa bước đi, bàn tay cũng rất nhanh lướt trên màn hình điện thoại, sau đó là bấm Enter, một phát đã khiến toàn hệ thống bảo mật đều thay đổi lập trình toàn bộ. Thông tin mật đều đã đưa vào máy tính của nó, và ngay cả các caramel giám sát cũng để truyền vào máy tính của nó. Rất nhanh, chỉ một nút Enter đã thể hiện đẳng cấp của một hacker số 1 thế giới. Nhưng nó vừa bước ra khỏi cánh cửa màu trắng thì bỗng lại đứng im khi nghe tiếng thét lớn trong Triệu gia, nhưng rất nhanh lại bước đi. Đây mới chỉ là một phần 100 mà những gì ông đã gây ra với gia đình tôi. Rồi Triệu gia của ông cũng phải nhuộm đầy máu tanh như hoàng gia của tôi trước đây. Nó lạnh lùng nói, sau đó từ từ bước đi, chậm chậm, rồi nhanh dần. Cuối cùng là nó chạy nhanh như một cơn gió, song song với một dòng sông lớn thơ mộng trong buổi chiều tà mà lòng cứ nặng trĩu. Thời gian, hai từ rất ngắn nhưng cũng dài, nhưng lại rất nhanh, không ai có thể hiểu và làm chủ được thời gian, nó cũng không làm chủ được thời gian. Thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay nó vẫn như vậy, lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi chân thon dài khẽ bước chậm rãi trên con đường tối không một bóng người, ngoại trừ cái bóng đen ẩn trong màn đêm của nó. Nó cứ thế bước đi cho đến khi trước mặt hiện ra một bãi đất trống dày, đầy những đổ nát. Nó đứng đó nhìn bãi đất trống đầy đổ nát mà nước mắt lại bất giác chảy xuống, nhưng cũng rất nhanh bởi cơn gió lạnh lẽo nơi vùng hoang vu. Mọi người, con về rồi. Nó bước tới nơi đổ nát rồi ngồi bệt xuống, nước mắt lại từ từ tuôn rơi ra. Đôi mắt tím lạnh lùng nhìn xung quanh, xuống nền đất, bàn tay nhỏ bé khẽ lướt lên mặt đất một cách nhẹ nhàng như đang chạm vào vật gì quý giá vậy. Và nơi này không phải nơi nào xa lạ với nó, mà chính là nơi từng mang đến cho nó hạnh phúc, tiếng cười và cả sự yêu thương, là nhà của nó, là cũng nơi đã chôn đi hạnh phúc của nó, nơi chôn thân cả gia đình của nó, nơi hoàng gia, nơi có ba ba của nó rút hơi thở cuối cùng, và cũng là nơi mà nó đón lần sinh nhật cuối cùng với gia đình, và cũng chính là ngày mà 6 năm trước trở thành địa ngục. Hôm nay là ngày đó, là sinh nhật của nó, ngày nó bước sang tuổi 16, mà nó không mong muốn nhất trên đời này. Bởi nếu nó không có trên đời này, thì chắc có lẽ hoàng gia sẽ có một kết cục khác. Thật sự nó rất ghét, ghét bản thân mình. Nó vẫn ngồi ở đó, nước mắt thì vẫn cứ như chân trâu rơi xuống. Đầu óc của nó thì cứ suy nghĩ nhớ lại ký ức đã qua. Nhớ những lần sinh nhật của nó, hạnh phúc bên gia đình, rồi lại bất chợt bật cười. Tiếng cười lớn xen lẫn với nước mắt, nỗi đau buồn, thê lương ai oán vang ra xa, rồi dội lại bên tai nó. Phải, cũng chính là ngày nó sinh ra mà đã là bất hạnh, bởi khi nó sinh ra đã là một trong cảnh đổ máu. Khi sinh nhật 7 tuổi thì mama vì cứu nó mà chết, sinh nhật 10 tuổi thì đại gia đình bị giết sạch, thì bảo sao nó không ghét bản thân mình cho được, không lạnh lùng tàn nhẫn cho được. Nếu nó không mạnh mẽ tàn nhẫn chà đạp lên người khác để đứng lên, thì kẻ khác cũng làm những điều tương tự với nó. Rồi cứ thế, nó lặng lẽ cho đến khi vượt qua 24 giờ, sau lại lặng lẽ bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại phía sau,
thì nếu nó quay đầu nhìn lại, sợ mình sẽ không bước tiếp được, nên nó chỉ biết nhìn thẳng về phía trước, mạnh mẽ đi, phải mạnh mẽ để trả nợ máu cho đại gia tộc. Cứ thế nó chậm rãi bước đi, mái tóc đen dài khẽ tung bay trong gió, đôi mắt tím và cả khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước. Nhưng khi nó đang đi thì lại bị một toán khoảng 20-30 tên đi mô tô lượn quanh vây nó. Từng cái đèn xanh màu vàng nhạt cũng rọi thẳng vào khuôn mặt không cảm xúc. Còn nó vẫn không thể để tâm, đôi mắt tím lạnh lùng vẫn hướng thẳng mà bước đi. Một lúc sau thì bọn chúng đi hết, nó cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn lạnh lùng bước. Nhưng đi chừng 100 bước thì bọn đi mô tô lúc nãy lại quay trở lại lần nữa. Lần này số lượng hình như còn nhiều hơn, đi đầu là một tên đi chiếc xe limo trắng. Sau đó toàn bộ đều dừng xe lại, nhưng vẫn còn ngồi trên xe mô tô, rổ ga. Riêng có tên mặc áo trắng đi mô tô là bước xuống. Đại ca, em nói rồi mà con nhóc xinh đẹp đó lắm, anh xem đi. Tên đứng bên cạnh, tên đi ô tô nói, còn tên áo trắng và cả bọn đi ô tô đều đơ mắt đứng nhìn nó. Bởi hôm nay nó không đeo mặt nạ, nên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của nó lại hiện ra khiến bọn họ thất điên bắt đầu. Nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, bởi nhìn nó lại toát ra một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt tím tựa như có điện kiến, khiến người khác rùng mình. Cô em xinh đẹp, đi theo anh về làm chị đại đi. Tên áo trắng cười đưa tay tính vuốt mặt nó, nhưng nó rất nhanh lướt qua, bởi vì bây giờ nó không có mấy tâm trạng nên không muốn ra tay. Chỉ lạnh lùng bước đi, nhưng tên áo trắng kia lại không biết điều, cứ thế bắt lấy tay nó, kéo vào trong tay mình, sau đó phóng lên xe. 15 phút sau thì tên áo trắng đưa nó vào một căn nhà gỗ cũ nát, toàn mùi ẩm mốc. Nó thì vẫn như thế, lạnh lùng xem thử bọn rác rưởi kia muốn làm gì. Em gái xinh đẹp, tối nay ngoan phục vụ anh. Tuy chỗ này không tối lắm, nhưng em cố chịu phục vụ tốt, rồi sau này em sẽ được sống trong sung sướng, không cần phải làm ca ve đâu. Tên áo đen cười dâm loạn, nói từ từ tiến về phía cô. Còn những tên đàn em của hắn thì nhìn cô như muốn rơi nước mắt nước mũi, chảy dài, nhưng bị hắn tha lừa một cái rồi đuổi ra. Ca ve? Nó khuếch môi lạnh lùng. Ca ve à? Quả thật nó thấy thật nực cười. Bọn ngu không mắt kia lại dám gọi nó là ca ve, thật không biết trời cao. Còn mắt nào của ngươi thấy ta làm ca ve? Khôn hồn thì cút đi, nếu không đừng có trách ta. Nó lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế đặt ở giữa nhà, rồi dùng giọng điệu lạnh lùng, âm vực thấp trầm, tựa như Atula, đòi mạng tên kia. Tên kia cũng bất giác giật mình, nhìn nó khẽ run sợ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Đùa anh à, đây là địa bàn của anh với cô em, chỉ là một cô bé thì làm sao có thể làm gì được anh? Hắn ta cười ngạo mạn tiến về phía nó, còn nó thì vẫn ngồi đó, khóe môi lại khuếch lên tạo một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp, đầu óc lại từ từ suy nghĩ, nếu ông trời đã muốn trở thành ác quỷ thì được thôi, nó chấp nhận, dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên và cũng không phải lần cuối, sinh nhật lần này lại đẫm máu rồi. Dầm! Rất nhanh tên kia bị nó đá một cước bay ra bên ngoài, còn mình thì lạnh lùng bước nhanh ra. Đánh nó cho tao, hắn quát lớn ra lệnh cho bọn đàn em. Còn nó chỉ khuếch đôi tay, trắng trèo rút ra một con dao sắc bén màu bạc, làm bọn kia hoa cả mắt nhìn nó mà rùng mình. Nhìn nó bây giờ tựa như một thiên thần, nhưng bên trong lại là một con người của ác quỷ, đòi mạng người khác. Nhưng chưa để bọn kia kịp hoàn hồn, nó đã rất nhanh thoát ẩn thoát hiện trong màn đen như một cơn gió. Cơn dao cũng như là một con ma đòi mạng. Mỗi chỗ nó đi qua, chỉ còn lại tiếng người ngã xuống đất. Từng người thay phiên nhau ngã xuống, còn người kia cố tròn con mắt, cũng không thể nhìn thấy nó. Mà khi đã nhìn thấy thì cũng là lúc Atula đòi lấy mạng. Rất nhanh chưa đến 20 phút, tất cả đã ngã xuống đất, chỉ còn một mình nó lạnh lùng bước đi. Thân thể cũng nhuộm màu đỏ, cả màu máu, nhưng không phải là máu của nó, mà là của những con người đang nằm bất động trong một vũng máu lớn. Mùi máu tanh cứ thế theo gió lan tỏa đi mọi nơi, ám theo thân thể cô đơn của nó đang chậm rãi bước đi, mà khóe môi lại khuếch lên sau một nụ cười lớn. Nó cười vì ông trời tại sao không cho nó đến một ngày bình yên, luôn bắt nó phải ra tay giết người. Hại người, làm liên lụy người khác, trong đúng một cái ngày mà nó được sinh ra. Lại đó cái ngày sinh nhật 16 tuổi như thế này, trong cái tháng 9 của mùa thu ấm áp, mùa của tình yêu, nhưng đối với nó lại là ác mộng. Ngày sinh nhật cô đơn một mình đi tiếp về phía trước rồi lại khóc. Chỉ riêng hôm nay nó sẽ khóc cho bản thân mình, để rồi ngày mai lại tiếp tục sống, sống để trả thù. Kế hoạch B, nó lạnh lùng nói vào bộ đàm,
rồi rất nhanh cũng tiến về phía khu đông người nơi hai tên chủ chốt đang chạy. Còn về đội quân sát thủ của nó, sau khi nghe triển khai kế hoạch B, cũng rất nhanh rút ra một khẩu súng màu bạc, chia nhau phân tán khắp nơi, bắn về phía quân cảnh vệ của hai tên kia, làm chúng nhất thời tê liệt do trúng đạn. Còn nó cũng thoát ẩn thoát hiện, cầm hai khẩu súng bạc hiên ngang, đứng trước đầu xe của bọn chúng, dáng vẻ lạnh lùng tựa như Atula đòi mạng trong tiếng gió xào xạc giữa tiết trời thu của tháng 9 lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi dùng mình nhìn nó. Nhưng rất nhanh, cũng có những tên hiếu chiến lần lượt tiến đến chỗ nó. Nó chỉ khoách môi cười lạnh, sau đó rất nhanh bỏ hai khẩu súng vào trong túi áo. Phi thường tiến đến ra những đòn chí mạng, dán vào bọn cảnh vệ ngu ngốc trước mặt, khiến bọn chúng chưa đầy 5 phút, đã bất động trên mặt đất. Khá lắm nhóc con, để ra ra chơi với ngươi. Lãnh Dịch nhìn đám cận vệ nằm bất tỉnh ra đất, khóe môi lại từ từ, khoách lạnh lên, lạnh lùng nói, sau cũng rất nhanh tiến tới trước mặt nó một chọi một. Lãnh Dịch chủ tịch Liên hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, võ sư quyền anh đứng đầu thế giới, chưa từng có một ai có thể tiếp qua 5 chiêu. Nhưng ta sẽ là người đầu tiên. Nó lạnh lùng nói, thân thủ cũng rất nhanh phi tới phía trước, hướng Lãnh Dịch mà đánh, cả hai người rất nhanh, đã tiến hóa khôn lường. Chưa đầy 10 phút, nó đã khiến lão ta lảo đảo bị ép dưới chân tường. Đúng cái lúc nó sắp tung đòn cuối cùng để kết thúc trận đấu, thì không biết từ đâu một người lao tới, đã xoáy nó, khiến cho nó không đề phòng, thất thế bị đẩy ra xa. Nhưng thân thể linh hoạt của nó cũng rất nhanh xoay người xuống, đáp chiếc ô tô đen cạnh nó, không xa, tạo thành một cái dáng không chê vào đâu được. Hai tay chống xuống, chân trái quỳ, chân phải khuỵ, khuôn mặt lạnh lẽo tối, thêm vài phần, nhìn con người vừa phá tan kế hoạch của mình. Hắn ta là một chàng trai trẻ cao, trên khoảng 1m8, thân hình vạm vỡ, làn da trắng sứ thoát ẩn thoát hiện, trong bộ màu đen. Đầu đội chiếc nón vải cũng màu đen khiến nó không thể nhìn rõ mặt. Các chư vị đi trước còn ở đây cứ để tôi lo. Hắn ta lạnh lùng nói, đôi mắt cũng rất nhanh hướng về phía của nó, còn mấy tên kia cũng rất nhanh chóng tản đi. Kế hoạch C. Nó lạnh lùng trong bộ đàm, thân thể cũng rất nhanh tung bay, đáp xuống mặt đất, cả hai người mặt đối mặt. Nhưng cũng chẳng ai nhìn thấy được mặt của đối phương. Người dám phá chuyện tốt của ta à? Nó lạnh lùng, âm lượng của nó giảm đi vài phần khiến người ta cảm thấy lạnh người. Nhưng không những thế còn phải dùng mình trước hàn khí toát ra từ thân thể của nó, lạnh lẽo và chứa đựng đầy sát khí khiếp người. Người kia cũng không khỏi dùng mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói. Tại vì sao lại không dám? Giọng nói lạnh lùng mang chút hứng thú cất lên trong giây lát, khiến nó rùng mình. Cái giọng nói đầy dáng người. Con người này chẳng lẽ... Không, nó vừa nghĩ tới đây thì đầu óc rất nhanh, cũng đã đào thải những thông tin sai lệch ra khỏi đầu. Đôi môi anh đào lại khuếch lên hử lạnh, tiến nhanh đến con người kia. Đối với nó bây giờ thì dù ai cũng là không quan trọng. Không quan trọng là người này đã làm hỏng kế hoạch của nó. Thân thể của nó cứ thế lạnh lùng vô tình tiến đến, làm người kia không kịp trở tay, bị nó đá một đòn bay thẳng vào vách tường, phun ra một cụm máu, đau đớn đứng dậy. Người chơi xấu. Hắn ta lạnh lùng quát, sau đó thân thể cũng linh hoạt tiến đến chỗ nó, hai người cứ thế phi thường đánh đá lẫn nhau. Nó tung người xoay vòng đá thẳng vào bả vai người kia, nhưng hắn ta cũng rất nhanh xoay người tránh đòn, nhưng lại sơ hở để nó nắm lấy điểm yếu. Phải nó rất nhanh, đá mạnh vào mặt hắn khiến hắn ta ngã nhào ra, va vào chiếc ô tô bên cạnh. Trong đầu thầm suy nghĩ, lần này đúng là gặp phải đối thủ thật sự. Nhưng hắn ta cũng không biểu hiện sự hoang mang ra bên ngoài, mà vẫn giữ vững dáng vẻ lạnh lùng, đứng dậy nhìn nó, sau đó linh hoạt tiến về phía nó. Từng đòn đánh cũng trở nên rất linh hoạt. Khóe môi nó lần nữa khuếch lên hử lạnh khinh bỉ, nhìn con người cố chấp trước mặt. Nếu không phải nó nương tay, ta không ra đòn thật sự, thì đâu có phải là để dễ cho ngươi ra tay, động thủ trước. Nếu thật sự nó muốn thì chỉ cần một chiêu là đủ lấy mạng người kia rồi. Nhưng hắn ta lại không biết thân biết phận, ra tay thì đừng có trách nó. Rất nhanh, nó cũng như một cơn gió đen ẩn ẩn hiện hiện, khiến người ta không khỏi há miệng đơ người, nhìn cái bóng đen như cơn cuồng phong đang tiến đến. Tiến đến chỗ mình rất gần, nhưng hắn ta cũng chẳng thể nào nhúc nhích được. Khi hắn nhận thức được thì thân thể đã bay ra xa khoảng chừng 5 mét, máu miệng phun ra một ngụm lớn, ngước mặt nhìn lại, ngây ngốc nhìn nó. Lý do vì khi di chuyển với tốc độ quá nhanh lại khiến cái mũ trên đầu nó rơi xuống, làm cho mái tóc đen dài tung bay trong gió, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, khiến người kia bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh một chút. Còn nó tựa như thiên thần, với đôi mắt tím sâu không đáy, cuốn hút hắn ta. Nhưng ngược lại, thiên thần ấy chính là ác quỷ đang từ từ tiến về phía mình.
Nó thì chỉ khẽ cau mày nhìn hắn ta, bởi nó cực kỳ căm ghét những kẻ thấy sắc là mù mắt, động tác lại càng nhanh hơn. Nhưng khi cách người kia khoảng chừng 2 bước, lại đứng khựng lại bởi các giọng nói nghiêm nghị vang lên trong tai. Chủ tịch mục tiêu đã bị tóm. Vừa nghe xong câu nói kia, khóe môi nó lại khếch lên, rồi lại rất nhanh như một cơn gió biến mất trong nháy mắt. Còn người kia thì vẫn mơ màng nhìn nó, sau lại bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại. Anh tới nơi chưa vậy? Anh vừa xuống máy bay, 15 phút nữa anh sẽ tới đón chỗ em. Hắn ta lạnh lùng nói rồi cúp máy, sau đó cũng từ từ đứng dậy hừ lạnh, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của nó. Mày điên rồi, lúc nãy cô ta còn cố giết mày. Hắn ta nhếch môi cười lạnh rồi lắc đầu bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì đứng khựng lại, khóe môi lại khếch lên, cúi người nhặt cái nón vải màu đen mà nó làm rơi lúc nãy. Sau cũng bỏ cái nón mình xuống, làm hiện lên một khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai đến mê người, đưa hai cái mũ giơ lên, nhìn khóe môi không ngừng co giật vì hai chiếc nón quá thật giống nhau và hình như còn là một cặp. Một cặp nón vải màu đen có thêu hình chữ D, màu đen rất khó thấy. Sau đó hắn ta đội chiếc nón vải của mình lên đầu rồi thong thả bước đi, tay phải vẫn còn cầm chiếc nón mà nó đánh rơi. Ngoài trời bỗng đổ những luồng sấm chớp, lại hiện ra sáng chói cả một vùng trời đen ngoài cửa sổ. Từ cơn mưa cũng liên tiếp như ngàn mũi tên lao thẳng xuống mặt đất. Nó vẫn còn đứng đó lạnh lùng kiên định. Lão cáo già lãnh dịch, lão ta nhìn nó, hai người cứ thế nhìn nhau trong một khoảng thời gian rất lâu. Rồi bỗng lão ta đứng phắt dậy, thần thủ cũng linh hoạt tiến lên phía trước, từ trong túi áo rút ra một khẩu súng màu bạc. Đoàng! Rất nhanh lão ta lên đạn, chưa đầy 5 giây sau đã nhả đạn về phía nó. Nhưng lão nào biết, người lão gặp đâu phải là một người bình thường, mà ấy chính là Dịch, là sát thủ đứng đầu thế giới đêm. Nhìn viên đạn như một viên pha lê trắng đang bay về phía mình, mà khóe môi nó lại nhếch lên khinh bỉ, nhìn thẳng lão già lãnh Dịch, cho đến khi viên đạn đã đến bên mình, thì nó chỉ rất nhanh như một cơn gió thoảng qua, lách khoảng 20cm, cũng đủ để cho viên đạn chỉ sượt qua mái tóc đen dài của nó, đang tung bay trong gió. Sau đó nó cũng rất nhanh tiến về phía lão, xoay chân khoảng 360 độ, đá mạnh vào tay cầm súng của lão, làm khẩu súng bay ra khỏi tay và nắm gọn trong lòng bàn tay trái của nó. Tay phải cũng không nhàn rỗi, không thể để lão ta kịp hành động, con dao bạc trong tay phải của nó kề trên cổ lão. Giờ mạng ông đang trong tay tôi. Nó lạnh lùng nói, con dao trên tay cũng đứt vòng quanh cổ. Muốn giết đánh tùy ngươi. Lãnh Dịch lạnh lùng nói trong đôi mắt, không có đến một tia sợ hãi, khẽ nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ đã bị lão và nó đập vỗ, những giọt mưa cứ vô tình rơi xuống. Hừ, giết à? Hoàng Nguyệt Anh tôi không giết ông. Hoàng Nguyệt Anh, chẳng lẽ ngươi là... Lão ta im lặng suy nghĩ một hồi rồi mới trố mắt, nhưng chưa nói hết câu đã bị nó cướp lời. Phải, tôi là Hoàng Nguyệt Anh, người đã được ông cứu 2 năm trước. Sao, ông cảm thấy hối hận rồi phải không? Nó khách môi lạnh lùng, hỏi, còn lão ta thì chỉ im lặng nhìn nó. Quả thật lão không ngờ đứa bé gái năm đó mình cứu lại chính là Tevil, là chủ tịch tập đoàn mafia đứng đầu thế giới, là sát thủ máu lạnh vô tình nhất thế giới đêm. Dù năm đó ông ta biết cô bé mình cứu không phải là một người bình thường, khi nhìn vào những vết chém trên thân thể, nhưng ông ta không thể nào tưởng tượng được đứa bé đó lại có gia thế khủng khiếp thế này. Nhưng ông cứ yên tâm, tôi sẽ không giết ông đâu. Nó lạnh lùng nói, thân thể cũng rất nhanh quay lại tiến đến phía trước ông ta. Nhưng tôi không chắc sẽ không làm ông bị thương. Đoàn, vừa dứt lời khẩu súng đã nằm yên vị trong áo của nó. Từ lâu đã rất nhanh sống dậy, nhả một viên đạn nhỏ như con ruồi về phía lão ta, rồi găm sâu vào hai bả vai. Rất nhanh thân thể lão ta run lên, sau đó ngã xuống đất, chớp mắt nhìn nó. Loại đạn này thực chất chỉ là một loại thuốc khiến ông ta tê liệt trong vòng 8 tiếng đồng hồ, chứ không hề tổn thương đến tính mạng. Sẽ không làm hại lão cáo già lãnh Dịch. Lãnh Dịch, coi như lão Hoàng Nguyệt Anh tôi đã trả cho ông một mạng, từ nay về sau không còn ai nợ ai. Về sau gặp nhau trên chiến trường, tôi và ông chỉ có thể là kẻ thù. Hơn nữa, coi tôi như là trả cho ông hơn 18 năm ơn sinh thành dưỡng dục, chờ con người không còn trên cuộc đời này nữa. Con người từng gọi ông 2 tiếng ba ba và người tôi đã gọi là mama từ khi biết mẹ mình là Lãnh Băng Băng. Nó lạnh lùng nói rồi bước nhanh đi, khóe mắt cũng từ từ rơi ra 2 dòng lệ, nhưng rất nhanh cũng bị nước mưa che lấp. Nó bước đi, chỉ còn lại một mình lão ta ứ, nước mắt cũng chảy dài ướt đẫm khuôn mặt già nua, nhìn theo bóng dáng nó, bóng dáng cô độc của đứa cháu gái, mới vừa biết sự hiện diện trên cuộc đời này, mà lòng đau như cắt, muốn chạy đến ôm lấy cháu mình, mà vỗ về âu yếm. Nhưng ông không thể nào, vì ông đã làm cho cô,
Vì ông có thể làm gì có tư cách khi đã từng đối xử như vậy với nó và cả ba ba, mama của nó, khi biết được ba ba nó chỉ là một người trắng tay, còn là anh đại của thế giới ngầm. Nó thì bước đi càng bước càng thấy nặng, vì thật sự nó rất hận, hận vì sao người cứu lấy mạng sống nó lại là lão ta, là ông ngoại của nó và cũng là người gián tiếp hại chết đại gia đình của nó. Trong màn mưa đen tối, thân thể cao dài của nó bước đi, nhưng sao lại cô đơn lạnh lẽo đến vậy? Nó vẫn khóc, nhưng chắc ông trời thương xót số phận của nó nên đã để mưa rơi xuống che lấp sọn lệ mặn nồng kia. Nhưng khi nó đi chưa được bao xa thì quân của lão ta mai phục lại đổ dồn ra bao vây nó, nhưng nó cũng chẳng thèm đá động chân, vẫn bước đi. Nhưng bọn kia lại không biết trời cao, vẫn cố chấp xông về phía nó. Cứ thế trong màn mưa đen tối lại vang lên tiếng đánh đấm lẫn nhau, tiếng kim lại đập nhau tạo thành một tiếng leng keng, và cả mùi máu tanh hòa lẫn với nước mưa tạo thành một mùi tanh nồng đạm. Và cuối cùng chỉ còn một mình nó lạnh lùng đội màn mưa lạnh giá bước đi. Nó vẫn cứ thế đi trong màn mưa đen tối, đi ngược lại với chiều mưa, và những giọt mưa cứ như thế đẩy mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của nó, hòa lẫn vào những giọt lệ đang chảy dài, nhưng lại không biết lý do tại sao mình lại khác. Và cứ thế, nó mãi bước đi mà chẳng biết là vì mình đi về đâu. Cứ đi mãi, cho đến khi cơn mưa kia tạnh và tia nắng đầu tiên đã rọi vào thân thể cao gầy của nó. Và đi mãi cuối cùng cũng đến, nó dừng lại, và nhìn phía trước một bờ biển dài vô tận, đôi mắt tím nhìn về phía trước như vô hồn, nhìn cảnh bình minh. Những cơn gió biển cũng nhẹ nhàng ôm trọn thân thể, khiến mái tóc đen dài của nó tung bay trong gió. Nhưng cũng không chỉ một mình nó đứng lặng thầm, ngắm hoa, nhìn hoàng hôn. Cách nó không xa có một con người đôi mắt sâu không đáy, cũng khẽ nhìn phía biển trời xanh, rồi đôi mắt lại khẽ nhắm lại, ép hai giọt lệ rơi ra khỏi mắt, mà chậm rãi bước đi, rồi bỗng va vào nó, khiến người kia ngã xuống đất, còn nó thì lạnh lùng bước đi. Tôi xin lỗi. Người kia vẫn ngồi ở đó cất giọng cao nói. Còn nó, khi nghe giọng nói kia, bước chân đang bước đi bỗng dừng lại, trên không trung nhỏ, khẽ quay đầu lại nhìn, và rồi đôi mắt lại vô cùng cảm thấy một khoảng lặng rung lên. Nhìn con người đó một thân thể cao dài, trắng trẻo, trong bộ đồ màu đen như nó, mái tóc màu nâu đen, khẽ tung bay trong gió. Cả khuôn mặt dịu dàng hướng về phía biển động, đôi mắt màu cà phê cũng toát lên một sự bi thương, và người ấy không ai khác chính là... Bỗng dưng bàn tay thon dài của nó bất giác giơ ra trước mặt con người kia, còn người kia khóe môi cũng khuếch lên tạo một nụ cười hiền lành. Nó lắc đầu ý bảo không cần, sau đó nó cũng đột ngột ngồi xuống bên cạnh người đó, cả hai cũng không nói gì với nhau. Biển đẹp thật. Bỗng người kia quay sang nó, còn nó đôi mắt vẫn nhìn về hướng xa xôi, nơi cánh mặt trời đang nhô lên. Cô tên gì? Người đó vẫn giữ giọng thầm ấm, hỏi, còn nó vẫn thế, hướng mắt về phía trước. Chỉ có điều khóe môi khẽ khách lên, tạo một nụ cười, nhưng rất nhanh biến mất. Anh... Nó nhẹ nhàng thả lỏng con người kia. Nụ cười hiền trên môi khẽ biến, thay vào đó một khuôn mặt buồn bã, khẽ hướng đôi mắt ra biển. Anh à, một cái tên rất đẹp. Và người ấy tôi mãi mãi không thể chạm tới được, cũng tên là anh, Hoàng Nguyệt Anh. Người kia buồn bã trả lời, còn nó khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt tím lại khẽ kinh ngạc nhìn con người kia mà lòng cảm thấy tội lỗi. Người ấy lạnh lùng vô cảm và tĩnh lặng như mặt biển, bình yên và lạnh lùng khiến cho tôi không thể nào tới gần, chỉ có thể lặng lặng nhìn phía xa, rồi lại không thể nào khiến người ấy trở lại. Người ấy khẽ buồn nói với khuôn mặt cũng cúi thấp xuống, khóe mắt cũng khép lại, làm cho hai dòng lệ từ từ tuôn ra, còn nó cảm thấy buồn, nhìn con người ấy. Con người đã từ từ rất vui vẻ, luôn có nụ cười trên môi, luôn nói muốn làm người khác cười, mà giờ này bởi vì nó, mà người ấy trở nên thế này, một con người trầm lặng ít nói và... Người ấy giống như mặt biển này rộng lớn, còn tôi chỉ là một con thuyền bé nhỏ, lặng lặng trôi theo mặt biển, để rồi khi người ấy đi... Tôi phẫn nộ, trách cứ con người làm người ấy bỏ đi, để rồi bản thân mình đau khổ. Nước mắt vẫn còn chảy dài trên khuôn mặt ấy, mà nó thì chỉ có thể khẽ nhìn đôi mắt tím lạnh lùng, mà lòng cũng dũng cảm, thấy buồn, mênh mang. Bàn tay thon dài khẽ rút một chiếc khăn tay đưa cho người kia, còn người kia cũng chỉ khẽ ngước mặt lên, khóe môi lại cười hiền lành, nhận lấy chiếc khăn tay từ nó. Yêu, cũng chỉ tại yêu. Yêu thì sâu, thì đau, thì nặng. Yêu rồi lại hận, hận rồi lại nhớ, nhớ lại không thể gặp, gặp thì vẫn là người đến sau, hèn nhát không thể nói ra được lời yêu, cuối cùng thì vẫn là người đến sau. Người kia buồn, nhìn ra biển, rồi từ từ đứng dậy, bước đi, còn nó vẫn ở đó, nhìn theo bóng hình cô đơn kia, đang dần dần đi xa,
mà chỉ biết cười lạnh. Sao lại ngước lên trời thầm trách tại sao ông trời đối xử với con người như vậy? Cho họ yêu, rồi lại đau khổ. Và cũng thầm hận bản thân mình tại sao lại khiến con người ấy đau khổ vì mình. Yêu mình, để rồi trở nên vô cảm với tình yêu. Nếu đã như vậy, thì nó sẽ mãi mãi không quay lại thêm một lần nào nữa. Sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này. Và cả... Vì từ khi nó đến đã là một sự sai lầm, thì giờ đây nó cũng có thể gọi là vô tình, như sự vô tình của nó sẽ tốt cho cả nó và những người từng tồn tại trong ký ức buồn trong 2 năm ấy. Sau đó nó cũng đứng dậy, bước nhanh đi, dòng người tấp nập, đôi mắt vẫn hướng về phía mặt trời mọc, khóe môi lại khách lên một nụ cười. Vĩnh biệt. Nó khẽ nói, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng lại chứa đầy nỗi buồn, sau đó thì biến mất hẳn. Nhưng khi nó vừa đi, người ấy lại quay trở lại, hướng mắt cà phê tìm bóng dáng của nó, nhưng giờ chỉ còn lại dòng người tấp nập, đôi mắt cà phê lại khẽ hướng ra biển cười. Mình còn chưa trả khăn tay cho cô ấy. Rồi khẽ cười lắc lắc đầu bước đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về người con gái ấy, tại sao mình lại có cảm giác như vậy, một cảm giác vừa xa lạ, vừa gần gũi, chắc tại cũng vì người ấy tên anh. Hoàng Nguyệt Anh, em ở đâu vậy, có biết anh rất nhớ em hay không? Người kia buồn bã gọi tên nó rồi cũng từ từ bước đi, lẫn vào dòng người, trong từng tia nắng buổi sáng ấm áp, và người ấy không ai khác là một người yêu nó, hận nó, và cũng là người luôn lặng lẽ bước sau lưng nó, âm thầm bảo vệ. Duy, mày đi đâu mấy tháng trời cũng không thèm liên lạc với tao vậy? Hắn nhếch môi, sau đó nhẹ nhàng ôm Duy, nhưng cậu lại lạnh lùng đẩy ra. Tao đi đâu không cần mày quan tâm. Duy lạnh giọng nói, sau đó bước đi. Trước hắn cũng khẽ cau mày khó hiểu, đi theo sau Duy. Thú thật mà nói, nếu lần này không phải vì cậu là phó bang Elville thì cậu thật sự cũng không muốn đến, anh cũng không gặp hắn. Còn nó ngồi trong màn đêm nhìn hai con người trước miệng mà khóe môi lại nhếch lên lạnh lùng, bước ra khỏi bóng đêm. Thật sự nó đã muốn đi, muốn rời xa những con người ấy, nhưng tại sao số phận luôn trêu đùa nó, tại sao luôn phải bắt nó phải dính dáng với mấy con người, nó thật sự không hiểu. Như khi nó muốn bước ra khỏi nơi này, lại nghe thấy một vài câu nói không tử tế về mình. Devil thật ra là cái thá gì đâu chứ, luôn tỏ ra kiêu căng hách dịch, coi thường tổ chức của chúng ta. Hai lần mời không đến, tên một nói. Nói trắng ra Devil chỉ là một con rùa rụt đầu, luôn dựa dẫm vào sự hậu thuẫn của tập đoàn Black Rose, chứ Devil có là cái đách gì đâu. Đừng nói bừa, nếu để người của Devil biết thì sẽ nguy. Sợ cái thá gì chứ, ta có nó thì Devil cũng làm sao mà biết được người của Devil ở đây không có đến một người. Nhưng khi bọn họ vừa dứt lời, ngay lập tức cảm nhận sống lưng của mình lạnh toát mồ hôi. Mà không chỉ mấy tên đó, mà còn những người xung quanh đều cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề. Nên quay đầu nhìn lại, rồi rất nhanh đều trơ tráo mắt nhìn người phía sau lưng. Một mình con người thân thể lạnh lùng đến đáng sợ, đang bước tới trước mặt mấy tên lắm lời lúc nãy. Bàn tay thon dài cứ như thần chết lướt qua cổ của 4 tên kia. Rất nhanh, cả 4 người đều nằm bất động dưới đất. Còn những người xung quanh thì đều khiếp sợ nhìn nó, sau đó tự động tránh sang hai bên, dẹp đường cho nó đi, vì bọn họ đều không giống như bọn kia, chết không biết lý do. Người sao lại giết người của ta? Một tên to cao mặt mày đáng sợ chặn đường nó quát, còn nó thì không nói gì. Chỉ hừ lạnh đẩy người kia ra, làm hắn ngã nhào xuống đất, trợn tròn mắt, nhìn nó đang định nói gì đó, thì lại bị một cái gì đó nó phóng ra chặn họng lại. Sau khi hắn rút cái đó ra thì càng toát mồ hôi. Devil. Tất cả mọi người trong quán bar khi nhìn thấy cái vật hình chữ nhật màu vàng có hình một bông hoa hồng đen và một chữ D màu đỏ. Tấm lệnh của Devil chỉ có bang chủ mới được sở hữu. Bọn họ bất giác dùng mình vì Devil, người chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới đêm, bang chủ của Devil là nó, trong lần đầu xuất hiện đã lãnh khốc đáng sợ như vậy. Tất cả đều hướng nó nhìn và cả hắn, Duy cũng không ngoại lệ. Cả hai đều cảm thấy nó rất quen. Nhưng không biết đã gặp ở đâu và khi nào, nhưng hiển như đối với hai người ấy đều là lần đầu tiên được thấy Devil. Nó thì rất nhanh đã tiến đến chiếc ghế dành cho bang chủ, nhưng vừa mới tiến đến, chưa kịp ngồi, thân thể đã bị rất linh hoạt tung bay, né một ám khí đứng trên chiếc bàn lớn, đôi mắt tím lạnh lùng càng thêm vài tia thâm độc, nhếch môi hừ lạnh. Đây là món quà gặp mặt SO dành cho ta sao? Được, nếu đã liên thủ muốn giết ta thì đừng trách sao Devil tà ác. Nó lạnh lùng nói trong màn đêm, mái tóc đen dài tung bay, nhìn bọn người trong bóng đêm đang từ từ tiến đến, phía mình ít nhất cũng khoảng mấy trăm người. Thân thể linh hoạt trong màn đêm tựa như Altula đòi mạng, tung bay tiến về phía hàng người, đang tiến về phía mình. Từ từ đón nhanh gọn, chuẩn xác, thay phiên nhau tung ra,
Bóng hình nó thoát ẩn thoát hiện như luồng gió khiến người khác không thể nào xác định được phương hướng. Còn hắn và Duy đứng trên lầu 2 thì thong thả nhìn xuống phía dưới, bãi chiến trường phía dưới mà kinh hồn không ngừng, nhìn những con người cứ thay nhau ngã xuống trong biển máu, bất giác khóe môi hắn nhếch lên, bước nhanh đi thì bị Duy ngăn lại. Mày muốn làm gì? Duy cau mày hỏi hắn. Giúp cô ta. Hắn nhếch môi lạnh lùng nói. Sau đó cả thân hình bay nhanh từ lầu 2 xuống phía dưới, nơi đang diễn ra trận đánh của nó và người của SO. Duy sau đó cũng đi theo sau. Hắn xông vào đám người đánh đấm. Nhưng nó khi nhìn thấy hai người, hắn và Duy, ra tay giúp mình, thì đôi mày lại cau lại. Thật sự nó không muốn chịu bất kỳ một ân huệ nào của bọn họ nữa. Nó thật sự không muốn dính líu. Đúng lúc nó mất tập trung về phía hắn và Duy, thì có năm tên đang dùng dao tiến nhanh về phía nó. Cách khoảng chừng 4 bước, thì bỗng có một con người từ trong bóng đêm phóng nhanh tới. Thân thể cao lớn đá mạnh lũ tay chân ngán đường, ra miệng hét lớn. Rien, cẩn thận phía sau. Tiếng hét lớn đó như kéo nó về thực tại, quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng lại bỗng đứng hình đôi mắt tím trong veo, khẽ chớp động, nhìn về phía con người đang chạy đến đó. Mắt cứ như mưa, chảy ra ướt khuôn mặt nó. Nó đứng như vậy mặc tiếng thét của người đó và rồi một con dao đâm về phía thân thể nó, nhưng nó lại không tránh. Và cứ thế, con dao găm sâu vào trong bụng nó. Nhìn thấy cả hắn, Duy, người kia đều kinh ngạc. Nhìn nó, chân ai cũng bước nhanh muốn chạy lại đỡ nó. Nhưng hắn và Duy chỉ có thể nhìn, chứ không thể làm gì khi bên cạnh của nó đã có người đỡ. Bất giác trái tim hai người lại cảm thấy nhói lên từng cơn, nhìn nó vào trong tay người ta. Còn nó thì vẫn như thế, nhìn con người trước mặt, bàn tay run rẩy đưa lên xoa khuôn mặt người kia, nước mắt vẫn cứ rơi. Sơn, là anh thật rồi. Nó nhẹ nhàng nói, còn người kia thì bắt lấy bàn tay nó, nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt đẹp trai, nhưng lại có một vết sẹo trên má. Phải, anh Sơn đây, anh Sơn của em đây. Ren ngốc, sao em cứ làm cho anh lo thế hả? Ren của anh. Phải, người con trai đó không phải ai khác, chính là Sơn, là người nó luôn mong. Anh còn sống trên cuộc đời này, đó là điều nó mong đợi nhất. Sơn còn sống, mặt trời của nó vẫn còn sống. Sơn, anh còn chần chờ gì nữa, mau đưa chủ tịch đi đi. Di và Huy từ xa chạy đến, nói chân tay nó cũng linh hoạt, đánh đấm. Còn Sơn cũng rất nhanh lau đi nước mắt, bế nó chạy nhanh. Từ xa cả hắn và Duy đều đứng nhìn. Còn đứng nhơ ra đó làm gì, mau giúp tôi một tay. Nhưng bỗng có một giọng điệu vội vàng nóng nảy, xem một chút khó chịu vang lên. Kiên. Cả hai người đồng thanh nhìn con người đứng cạnh mình không xa, tay chân đang đánh đá liên hồi, cả thân hình nhuộm một màu máu, mái tóc màu bạch kim cũng đã ướt đẫm mồ hôi, và người đó không ai khác chính là Kiên. Đợi tao chết thì bọn mày mới ra tay à? Kiên nóng nảy quát. Còn hắn và Duy thì cũng rất nhanh tiến về phía Kiên giúp cậu một tay. Còn nó bước nhanh vào phòng sau cùng với Huy và Di và khoảng 30 tên cận vệ chuyên nghiệp của Devil càn quét lũ chó má chơi xấu SO. Chưa đầy 60 phút, nơi này đã biến thành bãi chiến trường, toàn những người chết bị thương nằm lăn lóc dưới đất, khiến Ghost trở thành một nơi hoang tàn, toàn mùi máu tanh. Đây chính là kết quả bởi việc làm ngu ngốc của bọn liên minh SO dám chơi xấu ám hại nó. Còn nó bước nhanh vào phòng sau, ngồi lạnh lùng trên chiếc ghế dành cho bang chủ, mong chờ một lời giải thích từ mấy người kia. Thưa chủ tịch Kiên, chúng ta là cận vệ xuất sắc nhất, nhìn Black Rose, là người luôn đeo mặt nạ tím đi bên cạnh chủ tịch và Sun. Quy tử tốn nói, còn nó thì chấn động không ngừng khi nghe Quy nói như vậy. Nó thật sự không muốn liên quan tới bọn họ, thật sự không muốn, nhưng sao bọn họ cứ cuốn lấy nó vậy? Nó thật sự không hiểu ông trời muốn làm gì. Khi lại để cho nó và ba người con trai mà nó không muốn gặp, hàng lông mày nó cứ thế cau lại, lắc miệng hừ lạnh. Từ khi nào? Nó lạnh lùng hỏi. Dạ, kể từ khi chủ tịch quay trở về thì đúng lúc đó cậu ta giao nhận Black Rose. Di vẫn nghiêm giọng nói. Ừ, lui đi. Sau đó nó chán nản cho Huy và Di lui ra, và trong căn phòng hiện giờ chỉ còn có nó và Sơn. Nó cũng rất nhanh đẩy hình ảnh của hắn, Duy, Kiên và cả Nhi ra khỏi đầu, tay cũng đưa lên tháo chiếc mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt tím đã bọng nước hướng Sơn đi đến. Còn Sơn thì vẫn đeo chiếc mặt nạ màu xanh như cũ, lặng lẽ quay đi, hướng tránh ánh mắt của nó. Sơn! Và như thế, mắt mắt của nó đã rơi, bàn tay thon dài cũng choàng lên ôm lấy mặt Sơn. Miệng không ngừng gọi tên anh, như thể là nỗi niềm chất chứa trong lòng rất lâu, bây giờ mới bộc phát, và yêu kiều gọi tên anh. Còn Sơn thì vẫn quay mặt đi, khóe mắt cũng bắt đầu cay. Sơn, anh có biết là em nhớ anh lắm không hả? Em cứ tưởng anh đã chết mà bỏ lại một mình em trên cuộc đời này. Em cứ tưởng anh không cần em nữa, không lo cho em nữa. Nó nói trong tiếng nức nghẹn ngào của vòng tay, rồi càng siết chặt ôm lấy người của Sơn.
Ren ngốc, sao anh lại có thể bỏ em được chứ? Anh thương em nhất trên đời này mà. Sơn cũng ngập ngừng nói, nước mắt lăn dài bên chiếc mặt nạ. Thú thật sao anh lại có thể bỏ nó được chứ? Từ trước đến giờ đối với anh, nó luôn là tất cả. Nơi nào có nó là nơi đó có anh, có hạnh phúc. Dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn bên nó. Chỉ có điều... Sơn, để em nhìn mặt anh. Nó lau đi nước mắt, nở một nụ cười chân thật. Bàn tay thon dài cũng rất nhanh đưa đến trước mặt Sơn, muốn bỏ chiếc mặt nạ xuống. Nhưng Sơn lại cố ý tránh sang một bên, không cho nó mở. Cứ thế hai bên giằng co qua lại rất lâu. Nó khẽ cau mày, ôm lấy bụng ngồi xuống ghế sofa. Thế thế Sơn cũng lo lắng, tiến đến hỏi thăm. Ren, em có sao không? Động vào vết thương à? Sơn lo lắng hỏi, còn nó lợi dụng lúc anh lơ là, đã bỏ chiếc mặt nạ xuống. Nhưng Sơn cũng rất nhanh quay đi, không cho nó nhìn thấy khuôn mặt mình. Sơn, mặt anh... Nó chết lặng đưa bàn tay xoa khuôn mặt của Sơn, còn anh cũng không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào nó. Và cứ thế khuôn mặt anh hiện ra trước mặt nó, vẫn là một khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của ngày nào. Nhưng chỉ có điều trên khuôn mặt anh lại có một vết sẹo dài trông rất đáng sợ. Nó nhìn thấy mà cảm thấy thương xót không thôi, nước mắt lại tiếp tục chảy. Ren, đừng khóc, anh không sao. Ai đã làm thế vậy? Nó vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Sơn mà khóc, giọng điệu đầy oán trách. 2 năm trước khi bị Triệu Tĩnh Du bắt đi, thực ra khi đó anh có mặc áo chống đạn nên không sao, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng khi đó anh bị rơi xuống vách núi khiến chân trái và tay phải của anh bị gãy, đồng thời cũng bị cây rừng cạo rách mặt. Sơn ấp úng nói, vòng tay ôm chặt lấy cổ nó. Vậy anh đã sống sao? Nó lấy lại bình tĩnh đẩy Sơn ra, sau đó nhìn thẳng vào mặt anh. Anh được một ông thợ săn cứu giúp, mang về trị khỏi vết thương, nhưng vết sẹo trên mặt thì không thể. 4 tháng sau đó, anh quay về Black Rose và hay tin em mất tích. Sơn buồn bã nói, và sau đó anh đi tìm em sao? Nó ngước đôi mắt còn đẫm lệ nhìn Sơn. Phải, sau đó anh đi khắp nơi để tìm em, nhưng kết quả chỉ là con số 0. Và rồi mấy tháng trước, Weezy đã thông báo cho anh biết em trở về. Lúc đó anh đang ở Nhật Bản, liền bay về tìm em. Sơn cười hiền vuốt lấy mái tóc của nó. Nhưng sao anh không đến tìm em? Sao lại âm thầm bên cạnh em mà không đến bên cạnh em? Sao lại vậy? Nó quát, sau đó đẩy Sơn ra, đứng nhanh dậy. Vì anh... Sơn ấp úng không nói nên lời. Bởi vì anh sợ em bỏ anh, em sẽ không cần anh khi anh có một vết sẹo xấu xí trên mặt, đúng không? Nước mắt nó lại chảy dài trên khuôn mặt, quay nhanh lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Sơn, khiến anh bối rối quay đi. Sơn ngốc, thời gian qua anh sống như vậy sao? Luôn lo lắng khi gặp lại em sẽ ruồng bỏ anh ư? Anh thật ngốc, dù anh có trở thành phế vật thì anh vẫn là Sơn của em, là người quan trọng đối với em, mãi mãi là như vậy. Nó lặng lẽ sau đó ôm Sơn vào lòng, và anh cũng khóc vì thực ra trong 2 năm anh luôn nghĩ như vậy. Anh sợ khi gặp lại nó, nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của anh, nó sẽ khiếp đảm anh, ruồng bỏ anh. Nên trong suốt quãng thời gian vừa qua, anh chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh nó, quan sát bảo vệ nó. Nhưng từ giờ anh sẽ không làm như vậy, anh sẽ không để ai làm hại nó, là Ren ngốc luôn sống trong vỏ bọc lạnh giá của anh. Giới thiệu về Sơn, Lãnh Anh Tú 17 tuổi, là người coi nó quan trọng hơn mạng sống của mình, còn tất cả thông tin khác xin được giữ bí mật. Ok, tôi sẽ cố gắng. Nó khích môi gục đầu. Cậu có thể đi. Lão ta lạnh lùng nói, sau đó quay xuống ngồi bên cạnh Triệu Thiên Hạo, còn nó thì chỉ khẽ cười lạnh trên khuôn mặt không một cảm xúc, sau đó bước nhanh ra khỏi Triệu gia mà trong lòng không khỏi cười lớn. Triệu Tĩnh Du, lão ta sắp nhận được một món quà lớn rồi, còn nó bây giờ chỉ cần đợi món quà đó đến. Bầu trời đã dần chuyển sang đông, từng con gió lạnh cứ thay nhau thổi về phía thân thể nó, từng bạt trắng nhỏ đã bắt đầu thay phiên nhau rơi xuống. Nó khẽ hít một hơi lạnh vào rồi nhẹ nhàng bước trở ra, ngước khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo lên bầu trời để những bông tuyết nhỏ từ từ rơi xuống. Rồi bỗng dưng có một cái vật thể nhỏ bé mềm mại tông dầm vào người nó, khiến cả cái đầu của nó ngẩng lên trời, rất nhanh đã cúi xuống nhìn chằm chằm cái vật thể vừa tông vào mình. Đó là một cậu bé con khoảng chừng 4-5 tuổi, đứng chưa tới hông của nó, thân thể tròn trịa, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt ngước nhìn nó, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của cậu nhóc cũng khẽ đỏ ửng lên vì lạnh, nhìn chằm chằm nó mãi không thôi. Bé con, ba mẹ em đâu? Sao có một mình em ở đây vậy? Nó khẽ cúi người xuống cười hiền lành, xoa gò má đáng yêu của cậu nhóc. Bỗng dưng cậu bé ôm chầm lấy cổ nó khóc lớn, khiến nó chỉ giờ khóc giờ cười ôm cậu nhóc.
nhưng nó cũng không biết phải nói gì với cậu nhóc này. Trước không khóc, sau không khóc, đợi khi nó ngồi xuống lại ôm chầm cổ nó mà khóc oa oa. Em bị lạc mất mẹ, chị xinh gái, chị tìm mẹ giúp em nhé. Cậu nhóc thút thít nói, cái đầu nhỏ khẽ cọ lên vai nó, còn nó thì dở khóc dở cười. Nói không nên lời, nhìn cục bột nhỏ trong lòng, chỉ biết than thở, tại sao lại để nó dính vào đứa nhóc này. Ngay cả nó đang trong bộ dạng đẹp trai thế này, cũng có thể gọi là chị xinh, tức chết đi mà. Nhóc, anh không phải là con gái, anh là con trai. Nó cười trừ nhìn cậu nhóc trong lòng. Không, chị là chị đẹp gái mà. Cậu bé tiếp tục miết ướt khóc ầm lên, thân thể tròn trịa của mình lắc lư không thôi, còn nó chỉ có thể cười khổ, ngước lên trời thầm than. Được rồi, để chị đẹp gái đưa em đi tìm mẹ. Nó cười trừ lắc đầu ôm cậu nhóc bước nhanh đi, dù thật sự nó là một con gái. Nhưng với tài cải trang đeo mặt nạ trên mình, hoàn mỹ, tinh xảo, đẹp trai thế này mà ra đường lại bị gọi là chị đẹp gái thì cảm thấy cay đắng không chịu nổi. Bầu trời tuyết rơi ngày một nhiều, đã lác đác che phủ vài chồng cỏ xanh. Trong ánh nắng nhẹ buổi chiều lại có một hình ảnh rất chi đẹp, thu hút hết sự chú ý của người đi đường, nhất là phái nữ, hướng về phía một con người đẹp trai như tranh vẽ, trên cổ ôm một tiểu nhóc đáng yêu, miệng chúm chím cười, nhìn mọi người xung quanh. Rốt cuộc ba mẹ em ở đâu vậy? Nó bực mình nói, còn cậu nhóc thì vẫn vui vẻ ôm lấy nó lắc đầu. Nhìn thái độ thờ ơ của cậu nhóc càng làm nó muốn nhắc cậu bé thì mệt rã rời. Khi ôm cục bột nhỏ trên người, vừa đi suốt 2 tiếng đồng hồ tìm ba mẹ cho con nhóc. Khi nó nói muốn bỏ con nhóc xuống đất thì cậu liền khóc oa oa, không chịu, và thế thì nó lại tiếp tục mang các cục nợ này theo. Bước chân nó đang nhẹ nhàng bước đi, bỗng khựng lại. Đôi mắt màu nâu đeo lens cũng rung động không ngừng hướng về phía 2 con người một nam một nữ đang đùa vui bên nhau, và 2 con người đó không ai khác, chính là hắn và Nhi. 2 con người ấy thân mật bên nhau, đứng cách nó chưa tới 10 bước chân, mọi hành động hay cử chỉ đều nhìn thấy rõ. Bỗng dưng trái tim nó lại nhói lên từng cơn rất đau khi nhìn hắn và Nhi bên nhau, sau đó khóe môi lại nhếch lên một nụ cười, vì giờ thì nó thật sự tin vào sự lựa chọn ra đi của mình là đúng. Phải, người hắn yêu là Nhi. Trong lòng hắn chưa từng có nó. Chị sao vậy? Cậu nhóc khẽ dụi mắt vào vai nó, cất giọng điệu ngây thơ hỏi. Nhưng nó chỉ khẽ cười xoa đầu cậu nhóc, đang định bước đi thì có người từ xa chạy đến. Quên! Một giọng nữ nỉ non vang lên, hướng nó chạy đến. Còn cậu nhóc thì bỗng vui mừng cười trượt xuống khỏi vòng tay. Mama! Cậu bé chạy nhanh về phía sau, thì nó cũng quay đầu lại nhìn cậu bé chạy lại phía mama của mình. Cả hai cùng ôm nhau tha thiết, còn nó chỉ khẽ cười hiền lành, nhìn hai mẹ con nhà họ mà bất giác nghĩ đến ba của mình. Nhưng rất nhanh đã biến mất, nó bây giờ chỉ cảm thấy lòng đột nhiên ấm áp. Tuy nó và cậu nhóc đó gặp nhau chưa tới 3 tiếng đồng hồ, nhưng nó cũng cảm thấy thích cậu nhóc đó. Và tuy rằng sau này hai người cũng không bao giờ gặp lại nhau, nhưng nó sẽ ghi nhớ khuôn mặt cậu nhóc, luôn miệng gọi mình là chị xinh đẹp trong lòng. Sau đó quay lưng bước nhanh đi, khi cậu bé quay đầu lại nhìn, nó đã biến mất. Nó lại từ từ bước đi, ánh mắt cũng luyến tiếc nhìn lại phía sau như muốn tìm kiếm một ai đó. Nhưng rất nhanh chỉ quay đầu lại nhìn, rồi bước đi, nhưng chưa tới 10 bước lại có một con người khác tông vào nó. Khi ngước lên, hai cặp mắt nhìn nhau, mỗi người chắc cũng sẽ có một cảm nhận khác nhau. Nó chỉ hừ lạnh một tiếng nhìn con người trước mặt mà chỉ thầm trách tại sao trái đất này quá nhỏ lại để cho nó lần nữa gặp được con người, và con người tông vào nó không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Nhi. Tôi xin lỗi. Nhi cười nhí nhảnh cúi đầu, còn nó thì chỉ hừ lạnh đứng bất động nhìn Nhi, làm cô ta cảm thấy hơi ngượng khi có một người con trai nhìn mình. Nhi, em chạy đi đâu vậy? Có biết là anh lo lắng lắm không hả? Bỗng một giọng nói mang đầy sự giận dỗi, yêu thương vang lên, làm nó lại khẽ giật mình, nhìn cái con người ấy, người nó chưa từng biết với cái tên Coolboy. Phải, và người đó không ai khác chính là hắn. Hắn tiến đến bên Nhi ôm choàng lấy vai Nhi, sau đó búp nhẹ mũi cô sủng nịnh âu yếm. Trước mặt nó, làm trái tim nó khẽ nhói lên từng cơn, đau rất đau, đến nỗi nó tưởng chừng như mình sẽ chết. Em đi ra kia một chút, nhưng vô ý lại tông phải người này. Nhi cười nhí nhảnh, nói là bàn tay trắng trẻo cũng rất nhanh chỉ về phía nó. Hắn cũng rất nhanh ngước mặt nhìn nó, về phía nó trong khoảnh khắc. Và hai cặp mắt đó đã chạm vào nhau, thời gian xung quanh như dừng lại bên nó. Tuyết trắng thì vẫn rơi đầy xung quanh hai người, nhưng khác với cảm nhận của nó, hắn chỉ khẽ lạnh lùng gật đầu. Còn nó thì thấy hành động lạnh lùng thờ ơ của hắn, đối với mình thì chỉ khẽ nhắm mắt đau lòng đến khó thở.
Không sao, nó lạnh lùng nói, âm vực lạnh như băng vang lên, khẽ khiến người ta giật mình, sau đó lạnh lùng bước nhanh đi, đầu không quay lại, nhìn về phía sau, đến một cái nước mắt cũng không biết từ đâu chảy xuống, ướt ra khuôn mặt nó. Cũng không thèm lau đi, vẫn lạnh lùng bước. Trong màn mưa tuyết nhẹ nhàng đặc trưng của châu Âu, nhìn tuyết trắng thuần khiết rơi xuống, mà trái tim nó cũng như vỡ vụn, nước mắt như kim cương rơi như mưa xuống, ướt cả chiếc khăn choàng cổ. Dù thân thể mặc rất ấm áp, nhưng đâu đó trong con người nó lại cảm thấy rất lạnh. Rất lạnh, cái lạnh mà trước đến nay nó chưa từng cảm nhận được. Cô nói láo, Hoàng Tiểu Thư đã mất cách đây 2 năm rồi, làm sao cô lại là Hoàng Tiểu Thư chứ? Mang cô ta ra ngoài. Triệu Tĩnh Du run rẩy nói, còn nó thì chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh. Tôi đích thị là Hoàng Nguyệt Anh, con gái của Hoàng Chủ tịch, đây là bằng chứng. Nó khách môi, giơ tờ xét nghiệm ADN lên trước mặt mọi người, khiến ai nấy khi nhìn thấy đều phải xôn xao bàn tán. Và Triệu Tĩnh Du, lão ta là người khó tin nhất. Lão ta không nghĩ nó lại còn sống, lão không nghĩ đến chuyện này. ADN cũng có thể làm giả mà. Một người khác lên tiếng nói, nhưng chưa kịp nói hết câu lại có một con người nữa bước vào phòng. Tôi có thể làm chứng, nó đích thực là Hoàng Nguyệt Anh, con gái chủ tịch Hoàng Gia Bảo. Và lần này con người bước vào không ai khác, chính là ông ngoại của nó, Lãnh Dịch. Thực ra kể từ khi gặp nó ở khu nhà hoang, ông ta đã luôn âm thầm tìm kiếm thông tin về gia đình nó. Lần tra manh mối và cho đến bây giờ, ông ta mới biết rõ về gia thế của ba ba nó, một anh đại xã hội đen đã gác kiếm từ lâu, một ông chủ của tập đoàn lớn, nhưng cả gia đình lại bị người ta ám sát. Và kết quả, ông ta cũng đã tra ra người đứng sau vụ thảm sát năm đó là ai. Ông cũng rất hối hận, nhưng ông không thể làm gì hơn bởi vì con gái ông đã không còn trên đời. Tôi là Lãnh Dịch, người nắm 5% cổ phần của tập đoàn, đồng thời cũng là ba vợ của chủ tịch Hoàng quá cố. Chắc ít nhiều mọi người cũng đã từng nghe đến danh tiếng của một vị cảnh sát viên đa quốc gia tên Lãnh Băng Băng, người đó là con gái tôi, đồng thời cũng là vợ của Hoàng chủ tịch quá cố. Lãnh lão nghiêm giọng nói, nó thì không nói gì, chỉ khẽ hừ lạnh, còn mọi người trong phòng thì lại một trận xôn xao, còn Triệu Tĩnh Du, ông ta gần như không đứng vững. Vậy theo bản di chúc của Hoàng Chủ tịch thì toàn bộ cổ phần của Hoàng Chủ tịch ở tập đoàn và những khoản khác sẽ thuộc về con gái của ông Hoàng, đó là Hoàng Nguyệt Anh. Do tình trạng trước đây là Hoàng Tiểu Thư bị mất tích và có một người khác giả dạng đã mất nên toàn bộ tài sản thuộc về ngài Triệu Tĩnh Du. Bây giờ xin ngài hoàn trả tất cả cho Hoàng Tiểu Thư ạ. Anh luật sư nhanh nhẩu phía sau nói lên, làm cho mọi người chấn động, nhất là Triệu Tĩnh Du, lão ta nhìn Lãnh lão và nó không chớp mắt. Vậy từ bây giờ cô Hoàng Nguyệt Anh sẽ chính thức thực hiện theo bản di chúc, chính thức nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Queen. Anh luật sư lại nói tiếp, nó thì chỉ khẽ nhếch môi lạnh cười. Tĩnh Du gần như chết lặng, lão không thể tin cơ nghiệp lão cố gắng giành giật trong suốt mười mấy năm nay lại mất trắng trong vòng một vài phút. Lão không cam lòng, phải nghĩ cách để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Có thể xem hai bản báo cáo này. Một bản là dự án 12 VIP ở Canada do chính tay tôi làm và đã đem về doanh thu trong vòng 1 tháng. Còn một bản là chứng cứ ngày Triệu đây đã bòn rút tiền của tập đoàn và bán bản kế hoạch cho tập đoàn đối tác. Nó lạnh lùng nói, còn mọi người thì ồ lên, nhanh chóng cầm lấy hai bản kế hoạch đọc lía lịa, còn Triệu thì cũng đưa người vừa lấy một tập đọc. Đây cô... Lão ta lắp bắp nói. Tôi là Vương Tử Di. Nó cười lạnh nhìn lão. Còn lão ta thì đứng không vững nhìn nó. Lão ta không ngờ chính mình lại là người gây ra chuyện này, giao chứng cho ác. Lão không ngờ cánh tay phải đắc lực của mình chính là kẻ lật lão. Lão quả thật là quá ngu ngốc. Còn các cổ đông khác thì cũng kích động không ngừng chỉ trích lão ta, có người muốn xông lên đánh lão. Nhưng lão ta rất nhanh bỏ chạy. Nó cũng không cho người đuổi theo vì đây mới chỉ là một nửa những gì lão phải gánh chịu. Đây cũng chính là món quà thứ ba nó dành tặng cho lão. Một món quà mà lão từng đánh đổi bằng máu và nó, cũng không ngờ rằng mình lại nhanh chóng ngủ lên chức chủ tịch hội đồng quản trị một cách dễ dàng như vậy. Sau đó nó hừ lạnh, bước ra khỏi phòng. Lãnh lão, ông ta chỉ biết nhìn theo bóng lưng nó khuất xa mà lòng đau xót vì mình không thể cứu được tính mạng của đại gia đình đứa con gái bé bỏng. Nhưng đây cũng có thể coi như một sự bù đắp cho nó. Nó thì lạnh lùng bước đi ra khỏi tập đoàn, sau đó thì quay lưng đi, nhìn lại tòa nhà cao đồ sộ ấy. Ba ba, con đã lấy lại được tập đoàn của ba ba rồi. Tiếp theo ba ba và cả anh Jin hãy chờ mà xem con trả nợ máu cho ông ta như thế nào. Nó lạnh lùng nói, sau đó quay lưng bước đi, khóe môi vẫn nhếch lên. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, nắng đã sưởi ấm muôn nơi. Lão ta ở đâu rồi? Nói. Nó lạnh lùng quát,
đôi mắt tím bên trong chiếc mặt nạ chứa đầy những tia máu, nhưng rất nhanh đã được Sun xoa dịu. Anh ta nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai nó, giúp nó bình tĩnh lại, nhưng khi thấy hành động thân mật của Sun, trái tim ai kia lại run lên từng cơn đau đớn. Ở khu ZSZ, nhưng lão ta rất nhanh đã chuyển địa bàn đến, chúng tôi mất dấu. Nhưng lão có lẽ chỉ lãng vãng ở Sài Gòn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tên quản lý bình tĩnh lại, từ từ nói, cũng rất nhanh ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, đăm chiêu suy nghĩ, sau đó không nói không rằng bước nhanh đi, khiến ai ai cũng đều cảm thấy khó hiểu, nhưng không ai dám nói lời nào, chỉ có thể lặng lặng quan sát nó. Từ trên chiếc xe, một người thân thể mặc một cây đen ôm sát, mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt tím vô cảm nhìn thẳng phía trước, đôi mắt đẹp tựa thiên thần khiến vạn người mê, và con người đó không phải ai xa lạ, chính là nó. Nó rất nhanh tiến về trong phòng hiệu trưởng, và bây giờ thì nó cũng biết tại sao trước đây, khi mất trí nhớ, mình lại có cảm giác quen thuộc với nơi này. Rồi bởi vì ngôi trường này chính là do một tay nó thiết kế và xây dựng, nhằm mục đích đào tạo nhân tài cho Black Rose. Mặc dù bây giờ nó rất không muốn đến nơi này, vì ở đây nó luôn nhìn thấy hình ảnh trong quá khứ, những hình ảnh bắt đầu cho một cuộc chiến tình yêu. Dầm, cánh cửa phòng hiệu trưởng được nhẹ nhàng mở ra, và nơi này cũng chính là một phòng làm việc khác của nó, nơi cất giữ những tài liệu quan trọng mà người ta không thể biết. Chủ tịch, 10 phút sau có một người đàn ông bước vào và phòng người này, không ai khác chính là Vin, là đàn em trung thành của ba nó, là người năm đó cứu sống nó. Và cũng do vì trong quãng thời gian nó mất trí nhớ, ở Việt Nam, ông lại bị ốm, tưởng chừng đã qua đời nên không thể nào có thể chăm sóc cho nó, để nó phải chịu khổ, bị người ta hành hạ như thế, vì đối với ông, nó cũng chính là mạng sống. Chú đã tìm ra vị trí của khu cất giấu tài sản của Triệu Tĩnh Du chưa? Nó lạnh lùng nói, rồi ngồi xuống chiếc ghế. Ông Vin cũng từ tốn ngồi xuống. Thưa chủ tịch, tôi đã huy động toàn bộ lực lượng, những cận vệ giỏi nhất của S1 đi truy lùng trong suốt 2 năm nay kể từ khi có chỉ thị của chủ tịch. Nhưng mỗi khi có chút manh mối, lại bị đánh lừa, lão ta quá gian xảo. Ông Vin tử tốn nói, sau đó ho nhẹ vài tiếng, còn nó khẽ cau mày nhìn ông, sau đó đứng dậy. Được rồi, việc này chú cứ giao lại cho Black Rose, chú lo nghỉ ngơi đi. Nó lạnh lùng nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng, đi dọc theo khu vườn sau nhà. Mà từng hồi kỷ niệm hiện lên trong đầu, rất rõ, nhưng rồi cũng nhanh biến mất. Nó cứ thế lạnh lùng bước đi, đôi mắt tím bất cần không chứa một tia cảm xúc, và rồi nó cứ thế lần lượt lướt qua ba người mà lòng không chứa một tạp niệm khi đi qua quãng thời gian quá xa. Nó mới bất chợt quay đầu nhìn lại phía sau, và rồi 6 ánh mắt chạm nhau khiến cả ba người và nó, hai người kia, không ai khác chính là hắn, Duy. Trong lòng mỗi người bất giác đều lăn lỏi một cảm giác khó tả, nhưng rất nhanh, nó lạnh lùng bước đi, để lại hắn và Duy đứng đó. Trong đầu mỗi người đều có hai suy nghĩ khác nhau, nhưng hướng về nó, về con người đã để lại cho hai người một ấn tượng khá đặc biệt, về chiếc mũ chữ D màu đen và chiếc khăn tay vào buổi bình minh sáng sớm. Hai người sao vậy? Bỗng một thanh âm nhí nhảnh vang lên, và chủ nhân giọng nói đó chính là Nhi. Cô nhẹ nhàng khoác lấy tay hắn rồi kéo hắn đi, trở về thực tại. Nhưng sau khi thấy Nhi, hắn thân mật với nhau, Duy cảm thấy căm hận nhìn Nhi đầy khinh bỉ, rồi không nói lời nào, nhẹ nhàng bước đi. Đi, hắn cũng chỉ cười gượng rồi kéo tay Nhi đi, còn Nhi thì đôi mắt cũng trở nên tàn độc, quay đầu nhìn lại phía sau thầm nghĩ, bất kể là ai, kẻ nào dám động đến Phong, cô cũng không tha, cô sẽ diệt người ấy ngay cả là bạn thân. Còn nó thì phóng nhanh đi xa, sau đó dừng lại trước một ngã tư lớn, đầu óc trống rỗng nhìn phía trước. Nó thầm nghĩ mình lựa chọn trở về đây là đúng hay sai. Nhưng thôi, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì nó cũng tin vào con đường mình đã chọn. Dù có hy sinh bản thân mình đi chăng nữa cũng sẽ vĩnh viễn không hối hận. Muốn gì? Hắn lạnh lùng hỏi, đôi mắt đen bất cần chứa đầy những tia lạnh lùng. Muốn gì các người có thể đoán được, sẽ có ngày SO tìm đến Evil trả thù có đúng không? Ta chính là chủ tịch liên minh SO. Một người đàn ông trung niên từ phía đám người đó đi tới, khuếch môi cười. Còn bọn người nó thì rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, khóe môi cũng khuếch lên, chỉ riêng nó đôi mắt tím chứa đầy tia sắc lạnh. Người các ngươi cần là chúng ta, rất mong các ngươi hãy để bọn họ đi. Hắn lạnh lùng nói, thả? Được, nhưng chỉ có thể trả cái xác về thôi, bởi người chết mới không nói ra được việc chúng ta giết chết các ngươi. Tên chủ tịch SO cười. Chưa chắc ai chết trước ai đâu, hắn lạnh lùng nói, sau đó đẩy Nhi sang một bên, cùng Duy tiến tới phía trước. Anh Phong, cẩn thận! Nhi lo lắng đứng nhấp nha nhấp phàm, không yên, còn nó thì chỉ khẽ cười đứng dựa lưng vào một gốc cây lớn. Vậy thì xem mạng các ngươi lớn đến đâu?
Người kia cười khinh bỉ nó rất nhanh, cả mấy chục tên áo đen đã xông về phía hắn và Duy, phía sau còn cả mấy trăm tên đứng bao vây cả một khu vực rộng. Rất nhanh, tiếng đánh đấm đã vang dội khắp nơi. Mùi máu tanh dần lấn áp bầu không khí trong lành, chính giữa hắn và Duy tay chân kết hợp đánh liên hoàn. Giúp họ đi. Nó lạnh lùng, dùng ánh mắt cũng rất nhanh, nhìn về phía Kiên, còn cậu thì chỉ khẽ gục đầu phi nhanh tới phía trước, bởi cậu cũng rất muốn hắn, Duy, vì dù gì ba người cũng là bạn, nhưng chỉ lo cho nó không được phép, vì giờ cậu đã trở thành người dưới trướng của nó, là cận vệ trung thành của nó. Đến khu rừng phía nam, nó khẽ nói vào bộ đàm rồi rất nhanh im lặng nhìn đám đông hỗn loạn, còn Nhi, cô đứng cách nó không xa, khuôn mặt chứa đầy tia hung ác nhìn nó, như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Coi chừng! Nhưng bỗng nó hét lớn, thân thể cũng linh hoạt tiến về phía hắn. Từ phía sau có một tên dùng dao đang lao về phía hắn. Nhưng rất may, nó nhìn thấy, dù rằng trong đầu nó luôn tự mách bảo rằng bọn mình không liên quan gì đến nhau. Nhưng trái tim của nó lại không nghe lời, khi nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm thì liền lo lắng mà chạy đến bên hắn. Nó rất nhanh đạp tên kia qua một bên, nhưng bỗng lại có một tên tiến về phía nó. Cùng với một con dao sắc nhọn, nó chỉ kịp né qua một bên, nhưng con dao lưỡi liềm đó cũng rất sắc bén, đâm vào da thịt ở vùng bụng của nó, vào đúng vị trí lần trước nó bị thương, thương mới, cộng thương cũ, cộng lại máu rỉ từ từ ra, nhưng rất nhanh nó đã dùng áo khoác che lại, và cũng vì nó mặc áo đen nên không ai chú ý lắm. Còn hắn vừa nhìn thấy nó ra tay giúp mình, suýt bị thương thì lòng bỗng nhói lên từng cơn, lòng đau xót cúi xuống hỏi thăm, cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Hắn lo lắng hỏi, còn nó chỉ khẽ hừ lạnh, bụng đau đớn, nhưng mặt vẫn còn tỏ, chưa kịp nói gì thì lại một tên khác hướng hắn. Thân thể nó cũng rất linh hoạt xoay người, vì thân thể bị thương nên chỉ có thể mượn lưng hắn làm trụ, xoay người đá tên kia ra xa. Thân thể nó vì dùng sức quá nhiều, cộng với vết thương bị động, chảy máu càng nhiều, khiến nó nhất thời đi ngã. Hắn lo lắng, nhưng khi định chạy lại chỗ nó thì... Anh Phong cứu em! Tiếng Nhi thất thanh kêu lên khiến hắn quay đầu nhìn lại, thấy Nhi đang bị ba tên áo đen vây đánh chạy toán loạn. Lúc này, trong lòng hắn lo cho nó, nhưng đầu óc lại nghĩ tới Nhi, và lý trí thắng tình cảm, hắn chạy nhanh tới chỗ Nhi kéo cô về phía lòng mình, vỗ về. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Hắn nhẹ nhàng nói, Nhi thì ở trong lòng hắn cười nham hiểm, nhìn nó. Thật ra cô ta không so bỉ, chỉ là thấy hắn quan tâm nó. Cô ta căm tức nên mới giở trò này, để hắn chỉ có thể quan tâm đến cô. Còn nó chỉ khẽ cười lạnh nhìn hắn và Nhi. Nó có thể biết cười trách mình ngu ngốc, biết hắn không yêu mình mà còn cố chấp, đã buông tay nhưng vẫn còn vương vấn, vẫn đau lòng vì hắn, và cũng vì hắn quá vô tình, lạnh lùng với nó. Nó khẽ đứng dậy nhưng hơi lảo đảo. Duy và Kiên nhìn thấy vậy liền lo lắng tiến đến chỗ nó, nhưng nó đẩy ra, dáng đi liền trở lại bình thường, lạnh lùng bước đi, dùng sức lực yếu ớt để đánh đổ những tên áo đen dám cản đường. Đúng lúc tình thế đang rối ren thì một đội quân áo đen khác lại xuất hiện, dũng mãnh đánh bật tất cả tên áo đen kia. Trong vòng 10 phút đã khiến tụi kia nằm dài dưới đất, và đội quân đó chính là Xuân, Quy và Du chỉ huy. Đưa tên chủ tịch SO về cho ta. Nó lạnh lùng nói vào bộ đàm rồi từ từ bước đi, còn mọi người thì cũng nhìn nó mà cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không biết là không ổn chỗ nào. Hắn thì vẫn ôm lấy Nhi trong lòng, nhưng đôi mắt thì vẫn hướng theo bóng dáng lạnh lùng cô đơn của nó. Nó vẫn cố gắng bước đi, máu toàn thân đau đớn, thấm ướt cả một vùng lớn. Nhưng dù rất đau, nó sẽ cố gắng chịu trận, không muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối, nhất là hắn. Không muốn bởi vì nó ghét hận hắn mà. Cũng không muốn hắn dùng sự thương hại đó đối đãi với mình, và lại vô tình một lần nữa mặc kệ sự sống của nó, như trước đây hắn đã từng làm. Thiếu gia cứ yên tâm, cô ấy không còn gì nguy hiểm nữa rồi. Vị bác sĩ mệt mỏi nói, còn nó rất nhanh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển về phòng VIP 1. Hắn cũng đi theo sau. Trong căn phòng trắng xóa, có một con người nằm bất động trên giường, khuôn mặt trắng bạch vì mất máu, đôi mắt thì nhắm chặt lại. Bên cạnh còn có một khuôn mặt đẹp trai đã trở nên tiều tụy vì mệt mỏi. Bàn tay trắng sứ cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái trong lòng. Dâng lên một sự bâng khuâng khó tả, một câu hỏi cũng không có hồi đáp, đó là người con gái này có quan hệ gì với mình? Thật ra cô là ai vậy? Tỉnh dậy và nói cho tôi biết đi chứ. Hắn buồn bã nói, tay rất nhanh cũng hất những sợi tóc dính trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của nó, rồi bất giác lại cúi người hôn nhẹ lên trán của nó, nhưng sau đó giật mình trước hành động của mình. Một màn đêm đen tối bao phủ cả bầu trời to lớn, khóe mi cong dài của nó khẽ chớp động, sau đó từ từ mở ra, đôi mắt tím lạnh mở to con mắt, nhìn người đang ngồi gối đầu lên tay mình mà ngủ, tay hắn thì vẫn nắm chặt lấy tay nó.
Và cứ thế, nó cứ như tượng, nhìn chằm chằm hắn trong lòng vừa ấm áp vừa đau khổ. Nó không muốn hắn đối xử với nó như thế này, nó không muốn. Rồi khóe mắt nó bất chợt tuôn ra hai dòng lệ, từng giọt nước mắt thuần khiết lên khuôn mặt trắng trẻo của hắn, khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Và rồi cặp mắt chạm vào nhau, khiến hai người rất nhanh, liền cảm thấy lòng mình đau. Nó đau vì hắn phũ phàng lạnh lùng, đến rồi đi, còn hắn là vì thấy nó khóc. Sau đó hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. Trong khoảnh khắc tay hắn chạm vào mặt nó, cả hai người đều cảm giác được có một thứ gì đó len lỏi trong tim mình. Nhưng rất nhanh, nó quay mặt đi, tránh bàn tay của hắn. Hắn cũng rất nhanh nhưng rụt tay lại. Tôi... cô... Cả nó và hắn đều muốn nói cái gì đó, nhưng lại xảy ra tình huống này khiến cả hai khó xử. Tại sao tôi lại ở đây? Nó cố tỏ ra lạnh lùng hỏi. À, cô bị té từ trên ngọn đồi xuống, bị thương nên tôi đưa cô đến bệnh viện. Hắn ấp úng trả lời. Bàn tay thì vẫn nắm chặt tay nó chưa chịu buông. Anh có thể buông tay tôi ra không? Nó khó chịu nói, còn hắn thì ngại ngùng buông tay. Mà Kiên đâu rồi, sao tôi không thấy cậu ấy? Nó lạnh lùng hỏi, còn hắn thì bỗng thấy lòng đau, xen lẫn với sự ghen tức nhìn nó hồi lâu mới chột dạ. Vì từ trưa tới giờ vì lo cho nó mà hắn quên báo cho mọi người ở đó, đặc biệt là có con Nhi nữa, hắn bỏ cô ở lại một mình. Tôi quên báo cho mọi người biết. Vậy giờ để tôi... Hắn cau mày trả lời. Không cần, tôi về. Nó lạnh lùng định bước xuống giường thì bị hắn can lại. Không được, cô đang bị thương phải lại đây. Có gì thì sáng mai tôi sẽ gọi. Giờ cũng đã khuya rồi, cô mau nghỉ ngơi đi. Không thì vết thương lại đau đấy. Hắn lo lắng nó rất nhanh ấn nó xuống giường. Còn nó thì cảm thấy lòng ngực mình nhói lên, bởi nó không muốn nhận được sự thương hại từ hắn. Sáng hôm sau, cháo tôi mới mua cô ăn đi cho nóng. Hắn múc muỗng cháo lên thổi nhẹ rồi đưa tới mặt nó. Tôi tự làm được. Nó cau mày nói, giơ tay định lấy muỗng từ tay hắn, nhưng hắn cố chấp không đưa. Cô im lặng đi, tôi chỉ sợ cô chết vì đau thôi, nên đừng cố chấp nữa. Nói a đi. Hắn cứ như bà bảo mẫu dạy trẻ con, còn nó thì chỉ biết hừ lạnh, trong lòng thầm trách ông trời không có mắt, nhưng sau cũng mở miệng cho hắn đút cháo. Còn bên ngoài cửa thì đang có 6 con người mở to mắt nhìn nó và hắn, trong lòng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau. Duy và Kiên thì cảm thấy lòng mình nhói đau khó chịu. Sân Weezy cảm thấy có điều gì đó khó hiểu, nhìn nó trong lòng cũng run lên từng hồi. Chỉ riêng có một con người mà cả thân thể đã đỏ bừng run rẩy đầy hận thù nhìn nó. Người đó không cần nói ai cũng biết là Nhi. Anh Phong! Cô ta chạy nhanh vào phòng ôm lấy hắn. Nhi xem lại ở đây. Hắn đẩy Nhi ra nói, nhưng cô ta không chịu, vẫn ôm chặt lấy hắn. Còn nó thì khẽ cau mày lại, lòng mình đau nhìn hai con người đang thân mật trước mặt. Hai người muốn thân mật thì ra ngoài chỗ này, còn Ren để nghỉ ngơi. Sân bước vào phòng lạnh lùng nói, rồi tiến vào chỗ nó. Cả Di và Quy, Duy Kiên cũng bước vào, đôi mắt ai cũng chứa đầy sự khinh bỉ nhìn hắn và Nhi. Cô, tiểu thư, em không sao chứ? Cả năm người đồng thanh hỏi. Không, về. Nó lạnh lùng nói, sau định bước xuống giường thì bị 6 người kia ngăn cản lại. Em đang bệnh mà đi đâu, ở lại đây nghỉ ngơi. 6 người đồng thanh nói, còn nó chỉ biết thử lạnh quay lại vị trí cũ. Nhưng bỗng đôi mắt tím của nó chạm vào đôi mắt đen của Nhi, khiến nó khẽ cười lạnh. Cô ta nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng nó chẳng quan tâm vì nó không lấy của cô ta bất cứ thứ gì cả. Nếu cô ta đã muốn giữ thì tự tay mình hãy giữ cho chặt, đừng có mà gây với nó. Cứ thế một tuần trôi qua, ngày nào nó cũng được quan tâm chăm sóc như công chúa. Muốn có người ăn đút, muốn uống có người đưa nước, ngủ có người canh. Nhưng trong lòng nó chẳng dễ chịu chút nào, vì hắn luôn kè kè bên nó, nhưng hắn thì luôn có Nhi. Cả hai tỏ ra thân mật trước mặt nó, khiến nó đau lòng, nhưng có ai hiểu được. Nó chỉ muốn trả thù cho gia đình. Sau cùng, Sun Weezy trở lại Anh Quốc sống một cuộc sống như trước đây, nó đã từng, và rời xa bọn họ mãi mãi, rời xa nơi này. Một buổi tối lạnh lẽo, màn mưa rơi ướt đẫm cả mọi con đường dài, ánh đèn đã rọi khắp mọi nơi. Nó từ từ cầm một chiếc ô màu đen, nhẹ nhàng bước đi, chân bước mà lòng nặng trĩu. Cả thân thể của nó thì ướt đẫm nước mưa. Dầm, rồi một thanh âm to vang lên khiến nó phải chú ý, rồi lại tiến nhanh tới vị trí phát ra thanh âm ấy, ở sâu trong một khu rừng lớn. Gió thổi mạnh cùng với màn mưa khiến khung cảnh càng thêm quỷ dị. Và rồi một cảnh tượng có thể nói là quen thuộc hiện ra trước mặt nó. Một khung cảnh hoang tàn, mùi máu tanh nồng đậm trong không khí, và chính diện là hình ảnh một cô gái mặc bộ đồ đen nhưng cũng ướt đẫm nước. Múa vây quanh cô là một đám người đến hơn 100 tên. Nhưng thứ làm nó kinh ngạc đó là cô gái kia chính là Nhi. Nhưng trong màn đêm đen tối, thân thể cô ta linh hoạt đến khó tả.
khuôn mặt lạnh tanh như tiền, nhìn thẳng đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai bàn tay cô ta cầm hai con dao dài sắc nhọn, sau đó lao nhanh vào đám người kia, thân thủ kinh hoạt. Trong mưa rất nhanh, hàng loạt người ngã xuống trong chớp mắt. Dầm, bỗng cây ô trong tay nó bất chợt rơi xuống, ánh mắt tím lạnh, cũng mang đầy tia kinh ngạc nhìn Nhi. Nó không ngờ cô ta biết võ, mà còn rất thành thạo, linh hoạt, khác hẳn với Nguyễn Ngọc Nhi trước đây luôn nhí nhảnh cười đùa, lại xảo quyệt đa đoan. Nhìn cô ta bây giờ không khác gì bản sao thứ hai của nó, là một sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng những chiêu thức của cô ta lạ, không sắc sảo bằng nó, không độc ác bằng nó. Nó nhìn Nhi trong màn mưa và bất giác đầu óc lại hiện ra hình ảnh nhập nhòe trong quá khứ. Và điều nó ấn tượng nhất chính là những chiêu thức cô ta sử dụng. Đó chính là... Nhưng bỗng có một tên đánh lén cô ta từ phía sau, thân thể Nhi không kịp chống đỡ nên bị chém một nhát dao vào tay trái. Lại thấy tên khác bay tới đạp mạnh vào bụng Nhi khiến cô ngã nhào xuống đất. Nó đứng một nơi cách chỗ Nhi, đứng xa, trong lòng bỗng kích động không ngừng, liền lấy từ trong túi áo ra một chiếc mặt nạ màu đen, đeo vào, rồi cứ như một con báo lao vào phía trong. Nó rất nhanh đạp bay ba tên kia tiến lại phía Nhi, thân ảnh hiên ngang trong đêm như một con quỷ lạnh lùng. Còn Nhi thì nằm dưới đất, ánh mắt nhìn con người trước mắt, lòng không ngừng suy nghĩ. Cô ta là ai? Sao lại giúp mình? Mày là đứa nào? Có mau cút đi không hả? Nếu không đừng có trách bọn ta tàn ác. Một tên quát lớn trong đêm tối như tiếng sư tử giống chói tai, còn nó chỉ khẽ cau mày, nhếch môi khinh bỉ. Vậy thì xem các người có bản lĩnh không? Nó lạnh lùng nói, âm vực lạnh băng sát khí ngút trời, khiến người khác nhất thời kinh ngạc. Nhưng vừa chớp mắt, nó đã rút 4 cây phi tiêu, phóng về 4 tên đứng đầu khiến chúng ngã xuống ngay lập tức, sau đó rút từ trong túi áo ra 2 khẩu súng mài bạc. Nhỏ linh hoạt xoay người nhắm thẳng những tên trước mặt mà bắn chuẩn xác vào những điểm chí mạng, khiến chúng chưa kịp nói lời nào đã trở thành cái xác không hồn. Cứ thế chưa đầy 5 phút, nơi từng dày đặc con người trở thành một bãi sát người đầy máu, chảy khắp nơi mùi tanh. Còn Nhi thì kinh ngạc nhìn con người trước mặt, thầm thán phục một người nhỏ bé thân thủ phi thường, dùng súng chuyên nghiệp đến mức chuẩn xác. Cô... Nhi đang định nói gì thì bị nó can lại. Im lặng đi và che mặt lại. Âm thanh lạnh lùng như băng lại khiến cho Nhi bất giác dùng mình, nhìn nó sau cũng làm theo những gì nó nói. Còn nó thì lấy trong túi một lọ nhỏ màu trắng, tiến đến chỗ đống sát nhỏ, khoảng chừng 3 giọt lên đó. Chưa đầy 1 phút sau, đống sát đó từ từ bốc hơi trong màn đêm, và cuối cùng chỉ còn lại một đống kim loại, dao mã tấu, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Khung cảnh trống trơi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ còn lại mỗi nó và Nhi. Nhi vừa nhìn thấy nó thực sự, hồn cốt đã tán loạn, loại độc ăn mòn xác chết trong thời gian đáng kinh ngạc như vậy thì trong lòng càng kinh sợ hơn. Cô ta cũng đoán được nó nhất định không phải người tầm thường. Chân cô bị thương rồi, cô có đi được không? Tôi không sao. Nhi từ từ đứng dậy, nhưng bởi vì vết thương ở bắp chân quá nặng nên cô khuỵu xuống đất. Rất nhanh nó đã giúp cô đi. Tôi giúp. Nó lạnh lùng nói rồi nhấc bổng Nhi lên ôm trước ngực. Còn Nhi thì kinh ngạc nhìn nó, nhưng rồi cũng để im vì cô đang bị thương nên cứ mặc kệ nó. Trong màn mưa đen tối, hình bóng một người con gái nhỏ trên tay bế một người con gái khác, trông cũng hơi biến thái, nhưng đó là sự thật. Nó cứ thế bế Nhi đi trong im lặng, chỉ có tiếng mưa và gió thổi mạnh. Cái hình ảnh này khiến nó nhớ lại một đoạn ký ức trong quá khứ, rất đột ngột mờ ảo nhưng cũng đủ để khắc sâu trong tâm trí nó. Sau đó, nó đưa Nhi đến một căn nhà hoang bên cạnh khu rừng, bước vào trong mùi ẩm mốc khiến cả nó và Nhi đều cau mày khó chịu. Rồi nó nhẹ nhàng đặt Nhi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nên trong sau đó đi tìm một vài cái củi để sưởi ấm cho cả hai người. Cô là ai sao lại giúp tôi? Nhi nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt bình thường không chứa những tia giả. Nhi khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên, lắc lưỡi cười khổ, lại thầm trách ông trời bất công sao luôn trêu đùa cuộc đời nó, khiến nó phải bất hạnh cả về tình yêu và tình bạn đều không có được. Lạ là người từng quen. Nó cười khẽ, khách môi lên, cúi thấp người sát trùng vết thương cho bắp chân Nhi. Chưa đầy 10 phút sau, vết thương của Nhi được xử lý cẩn thận. Tôi hỏi cô một câu. Cô cứ hỏi, trả lời được tôi sẽ trả lời. Nhi nghiêm mặt nói, giọng điệu mang chút gì đó lạnh lùng, ảm đạm. Cô là ai? Nó lạnh lùng hỏi, dù biết cô ta là Nguyễn Ngọc Nhi, nhưng nó vẫn muốn biết, và điều nó muốn biết chính là... Tôi là Len, bang chủ bang Snow này. Nhi từ từ nói, còn nó đứng dậy nhìn phía màn mưa, khóe miệng khuếch lên. Tuyết đêm, hai từ rất quen thuộc. Hai từ nó không bao giờ quên, và cái đêm định mệnh ấy. Bình an, sau đó nó quay lại nhìn Nhi khẽ cười, rồi lạnh lùng bước đi trong màn mưa.
vẫn như những mũi tên nhọn rơi xuống mặt đất. Còn Nhi thì vẫn nhìn theo hình bóng của nó đi khuất ra, lòng dần cảm thấy nhói lên một cách lạ lùng. Nó cứ thế bước đi, rất xa lạ, nhìn về phía căn nhà gỗ, những tia lửa lẻ loi ra từng khe hở trên vách tường, mà môi cười nhạt, chúc cô hạnh phúc lên. Nó thầm nghĩ, sau đó bước nhanh đi khuất khỏi khu rừng, trở về cuộc sống của mình, trở lại tiếp tục tìm kiếm Triệu Tĩnh Du để trả thù và rồi để rời xa nơi này. Phong, tao biết hôm nay là lễ đính hôn của mày, nhưng tao cần mày giúp một chuyện, sẽ không quá khó khăn đâu. Vừa bắt máy đầu dây bên kia, Duy đã nóng vội. Chuyện gì? Mày nói đi. Hắn khẽ cau mày hỏi. Tao muốn mày huy động toàn bộ lực lượng Evil đang phân tán tại Sài Gòn, tập trung ở khu rừng Aquity. Duy vội vàng nói. Mày cầm toàn bộ người của Evil đi đâu? Hắn khó hiểu hỏi lại Duy. Nhanh đi, không còn thời gian nữa đâu. Ren cô ấy mất tích rồi, tao cầu mày đó. Duy nói nhanh rồi cúp máy. Còn hắn cứ như bị sét đánh ngang tay, tay cầm điện thoại bỗng rơi xuống. Khi hắn vừa nghe tin nó mất tích, trong lòng lo lắng, xen lẫn với đau đớn, rất nhanh lại nhặt chiếc điện thoại, huy động toàn bộ lực lượng đến Aquite. Còn mình rất nhanh bỏ chiếc cà vạt xuống, chạy ra khỏi hội trường nơi diễn ra lễ đính hôn giữa hắn và Nhi, mặc cho tiếng Anh dẫn chương trình vang lên mời chú rể Dương Hoàn Thiên Phong tiến về hội trường. Trong tâm trí hắn giờ này chỉ có riêng hình ảnh nó mà thôi. Còn về phần nó, ôm cả thân thể đau nhức vì trúng đạn bỏ chạy, nhưng rồi số nó lại không được ông trời thương hại. Ông ta muốn nó chết khi đưa đẩy nó đến vực sâu. Nó từ từ quay đầu lại nhìn Triệu Tĩnh Du, lão ta đã phía sau mình, khóe môi cười khách lên. Hoàng Nguyệt Anh, hôm nay sẽ chính là ngày mày chết, tao nhất định sẽ lấy máu của mày để tế vong linh gia đình tao. Hôm nay Hoàng Nguyệt Anh tôi có chết cũng sẽ nhất định lôi ông đi cùng. Nó lạnh lùng nói, bước chân nặng nề tiến về phía trước. Tao sẽ giết chết mày. Lão rút súng ra hướng nó bắn, nhưng súng lại hết đạn khiến lão ta bắn mãi cũng không được. Còn nó cũng rất nhanh bổ nhào về phía lão, đánh không ngừng, nhưng vì vết thương nên sức lực không đáng kể. Lão rất nhanh đánh trả lại, cứ thế hai bên giằng co đấm đá mãi mà không để ý thấy. Thân thể mình chỉ cách vách núi chưa đầy ba bước chân. Ren, chủ tịch! Đúng lúc này thì cả Sơn, Quy, Di, Duy và Kiên đều đồng loạt xuất hiện, hét lớn, muốn xông ra cứu, nhưng chẳng ai dám manh động. Hoàng Nguyệt Anh, ta sẽ giết chết mày! Mày giết con trai tao, gia đình tao và đã cướp tập đoàn của tao, tao giết mày. Lão ta luôn miệng quát lớn, còn những người phía sau, nhất là Duy và Kiên, thì chết lặng khi thấy ba từ đó, Hoàng Nguyệt Anh. Cô nhóc vô cảm lạnh lùng mà bọn họ ngày nhớ đêm mong lại chính là con người đó, Ren, Hoàng Nguyệt Anh, nhưng giờ bọn họ phải làm sao để giữ lấy nó, thoát khỏi tay tử thần. Đoàn... Nhưng trong lúc bọn họ đang còn suy nghĩ thì một tiếng súng vang lên kéo mọi người trở về thực tại. Về phía nó và Triệu Tĩnh Du thì thấy lão ta cứ như từ từ ngã xuống do trúng viên đạn. Còn thân thể nó cũng từ từ ngã xuống, nhưng không may là nó ngã về phía vách núi. Không, Ren! Tất cả mọi người đều hét lớn, bất động nhìn nó ngã xuống. Nhưng khi họ tưởng chừng sẽ mất nó thì bỗng một thân hình to lớn bay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó mà níu lại. Người đó không ai khác là hắn. Hắn không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ biết hắn muốn cứu nó và không muốn nó bị tổn hại. Nhưng khi mọi người chưa kịp thở phào thì Triệu Tĩnh Du, lão ta rất nhanh đứng dậy. Hoàng Nguyệt Anh, tao giết mày. Và rồi lão đẩy mạnh hắn trong giây lát, cả ba người, nó, hắn và lão cùng rơi xuống vực. Mọi người phía trên chết đứng, nước mắt tràn trề gào thét, nhìn xuống phía dưới rồi rất nhanh huy động toàn bộ người đi tìm kiếm. Khi xuống tới đáy, đập vào mắt họ là hình ảnh của hắn và nó nằm bất động trên mặt đất. Phía dưới ôm chặt lấy thân thể đẫm máu của nó. Nhìn thấy vậy, tất cả mọi người đều chết lặng khi chứng kiến cảnh này. Còn sống, họ còn sống. Quy hét lớn khi nhìn thấy tay hắn và nó khẽ cử động. Rất nhanh mọi người đều vui mừng, chạy đến ôm lấy thân thể hai người đưa vào bệnh viện. Còn Triệu Tĩnh Du, lão ta khi rơi xuống đập mạnh vào một tảng đá lớn, đã thịt nát, xương tan. Lão tài chết như kết thúc cho mối thù chất chứa giữa nó với Triệu gia, như thế cũng đã xứng đáng với hơn 8 năm dài khắc khổ của nó. 8 năm, khoảng thời gian đánh đổi cả tuổi thơ của nó, và giờ nó đã có thể ngẩng mặt lên mà tự hào nói với ba ba, mama và cả mấy trăm người nhà họ Hoàng gia rằng con gái Hoàng Nguyệt Anh đã trả thù được cho mọi người. Có sao không? Cô bé ngồi xuống đưa tay lau những vết máu dính trên mặt đứa nhóc còn nhỏ. Thằng bé cũng rất nhanh ngước đầu nhìn cô, và rồi hai đôi mắt chạm nhau, một màu tím u tối và một màu đen tuyền đáng yêu.
Nhưng bỗng đứa nhóc nhanh chóng đứng dậy, đẩy tay cô bé ra lạnh lùng bước đi. Nhìn thấy đứa nhóc kia bước đi, cô bé đứng dậy đi theo đứa nhóc, cứ thế đi mãi không biết là chính mình đang đi đâu và đi đâu nữa. Đang đi thì cô bé ngã quỵ xuống khóc thút thít, làm đứa nhóc phía trước cũng dừng lại, quay đầu nhìn, rồi hừ lạnh tiến tới chỗ cô bé, không nói không rằng, đưa đôi bàn tay trắng trẻo ôm lấy cô bé bước đi, còn cô bé cũng kinh ngạc nhìn đứa nhóc, nhưng rồi cũng để im, nhưng bỗng lại trố mắt kinh ngạc nhìn đứa nhóc đấy, không như cô bé đã nghĩ, là một cậu nhóc mà đích thực là một cô bé. Khi gió thổi mạnh, làm chiếc mũ trên đầu đứng khóc rơi ra, làm mái tóc đen dài xõa, phủ trắng lên khuôn mặt lạnh lùng tựa thiên thần của đứa nhóc. Cứ thế, một cô bé ôm một cô bé khác, bước đi chậm rãi trong màn đêm tuyết dày đặc. Và hai đứa bé ấy chính là Nhi và nó, 8 năm về trước. Và đó cũng là lần đầu tiên tay nó nhuộm máu người, lần đầu tiên nó giết người, và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nhi, cảnh tượng chém giết máu đỏ chảy tươi như vậy. Một ngày tiếp theo, trời vẫn còn tuyết rơi, còn Nhi thì cứ thế bám theo nó, cứ đi theo nó hết nơi này đến nơi khác, khuôn mặt xinh xắn cũng lấm bẩn. Vẫn còn đi theo, nó lạnh lùng nói, rất nhanh cũng ngồi xuống một gốc cây. Nhi cũng làm theo nó ngồi xuống im lặng. Tớ không muốn về. Nhi cất giọng nói ngây thơ, trả lời, nước mắt lại bắt đầu chảy. Đừng khóc, nó khó chịu nói. Nhi cũng rất nhanh làm theo những gì nó nói, khóe miệng lại nhe lên cười. Tên gì? Nó hỏi lại, còn Nhi thì chỉ cúi đầu không muốn trả lời. Tớ không có tên, tớ ghét tên của mình. Nhi khẽ nói, còn nó thì cũng chỉ liếc đôi mắt tím nhìn Nhi. Tôi là Ren, ừ vậy gọi cô là Len nhé. Nó khẽ nói, còn Nhi thì cũng rất nhanh gục đầu chấp thuận, rồi bật cười ngây thơ nhìn nó. Tại sao không muốn về nhà? Tớ ghét gia đình, ghét ba ba, ghét người phụ nữ đó. Họ khiến mama tớ phải tự tử. Tớ ghét những đứa trẻ ở trường, chúng luôn ức hiếp tớ, bắt nạt tớ, còn gọi tớ là đồ con hoang. Nhi uất ức nói, nước mắt lưng tròng, nhưng rất nhanh đã được cô lau khô. Còn nó thì chỉ khẽ cười nhìn Nhi, lòng cũng nhói đau nghĩ về mama của mình. Rồi bỗng bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy bàn tay lấm len của Nhi, khẽ cười. Tớ sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ. Cậu hứa đó nha, móc ngoéo. Cô giơ ngón út lên nhìn nó, nó cũng chỉ cười, đưa ngón út ra móc ngoéo với Nhi. Sau đó nó đưa Nhi về nhà và... Rồi thời gian trôi qua nhanh thật nhanh. Mùa đông qua, mùa xuân tới, mùa thu đến. Nó và Nhi đã là bạn của nhau cũng gần 5 tháng, kể từ ngày nó đến nay. Nó đã dạy cho Nhi biết dùng súng, sử dụng kiếm và loại võ mà khiến người ta phải mất mạng trong một chiêu. Loại võ có 102 trên thế giới do chính nó chế tạo ra. Nó rèn cho Nhi từ một cô bé hay khóc thành một người mang chút gì đó lạnh lùng mà ác quỷ. Đến tận bây giờ, nó mới biết điều mình làm khi đó là sai lầm. Hôm nay là một buổi chiều cuối thu, lá kim đào rực rỡ rơi xuống. Nó và Nhi vẫn như thường ngày tập luyện với nhau thì bỗng có một âm thanh trong trẻo vang lên khiến cả Nhi và nó quay đầu lại nhìn. Ren! Âm thanh vui vẻ vang lên gọi tên nó, không thôi đó là một cậu bé đẹp trai với nụ cười tỏa nắng. Mái tóc đen tung bay trong gió hướng nó và Nhi chạy tới. Trong giây phút đó, trái tim nhỏ bé ngây thơ của Nhi đột ngột đập mạnh vì nhìn cậu bé. Rin! Nó khẽ cau mày nhìn cậu nhóc, người anh trai nó yêu quý là Rin. Cậu cũng rất nhanh ôm lấy nó cười, còn Nhi vẫn nhìn cậu nhóc kia không chớp mắt, trong lòng xao xuyến không ngừng. Đây là Jin, anh trai tôi, còn đây là Len, bạn của em. Nó lạnh lùng giới thiệu, còn Jin cũng rất nhanh hướng Nhi cười. Chào Len, anh là Jin. Jin cười đáng yêu, làm lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng trên mặt, khiến cho Nhi càng đỏ mạnh, tim đập nhanh. Chào, chào anh Jin, em là Len. Nhi ấp úng trả lời. Ren, ba ba đến. Jin cười nói, nhìn nó, còn nó thì chỉ cau mày không nói gì. Tôi phải về rồi, chào Len. Nó lạnh lùng nói rồi bước nhanh đi. Chào em nhé Len. Jin vẫn cười vẫy tay chào Nhi, rồi cũng chạy nhanh đi theo nó. Còn Nhi ở lại đó một mình, khẽ nhìn theo bóng hai người đó bước xa dần, mà không biết đó cũng là lần đầu Nhi gặp Jin, nhưng cũng là lần cuối cùng nó và Nhi gặp nhau cho đến tận bây giờ. 8 năm đã trôi qua. Câu chuyện của nó vừa kết thúc, nước mắt của Nhi cũng rơi đầy khuôn mặt. Nhìn nó đầy mong đợi, niềm vui và hạnh phúc xen lẫn nhau, len lỏi trong trái tim của Nhi. Ren, cậu là Ren à? Nhi khóc lớn, vội vàng ôm lấy nó, nó cũng chỉ khẽ cười, vỗ về Nhi. Cứ thế Nhi và nó ôm rất lâu, không biết là bao lâu mà chân hai người đã tê cứng. Ren, tớ có lỗi với cậu, tớ xin lỗi. Nhi khóc nấc lên, mắt ướt đẫm, cô thật sự hối hận vì những gì mình đã làm cho nó trong tương lai.
Nếu cô mà biết nó chính là gen của cô thì cô nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương nó. Còn nó chỉ khẽ cười nhìn Nhi. Len à, tớ không trách cậu, nên hãy sống hạnh phúc và đừng lo cho mình chỉ hy vọng có vậy, hãy sống hạnh phúc. Nó khẽ lắc đầu rồi từ từ bước ra khỏi căn nhà gỗ của Nhi. Thì Nhi vẫn đứng đó, nước mắt chảy dài. Ren, anh Jin, anh ấy sao rồi? Bỗng nhiên trong đầu Nhi hiện lên hình ảnh cậu nhóc đáng yêu tên Jin. Rất nhanh khóe miệng đã run rẩy, nói, còn nó vừa nghe Nhi hỏi, bước chân nhanh đã dừng lại. Anh ấy chết rồi. Nó khẽ buồn nói, rồi lạnh lùng bước đi. Còn Nhi bất động đứng đó, lòng bỗng nhói lên khi nghe câu nói của nó. Jin, anh ấy đã chết rồi sao? Tại sao Nhi lại cảm thấy đau lòng? Tại sao chứ? Giờ cô phải làm gì? Khi đứng giữa tình yêu và tình bạn, Nhi phải làm gì cho phải đây? Cô phải làm gì cho đúng? Cô yêu hắn, nhưng không muốn nó đau khổ. Cô phải làm gì đây? Sao ông trời lại sắp đặt như vậy chứ? Ông hãy cho chúng tôi xin một lối thoát đi. Nhi thầm nghĩ, nước mắt lại chảy dài, trong đầu vẫn hiện lên nụ cười tỏa nắng của Jin, rồi là khuôn mặt lạnh lùng của hắn, sau cùng là khuôn mặt của nó. Giờ đây cô thật sự rối bời. Hắn mơ hồ không hiểu Nhi nói gì với mình, mơ hồ nhìn lên trần nhà, sau đó rút điện thoại gọi cho Nhi, nhưng cô không bắt máy. Gọi đến nhà thì hắn mới biết được tin là Nhi đã bỏ đi, nhất thời tâm trí hắn rối loạn, lao nhanh ra ngoài đường tìm Nhi. Còn Nhi, cô đang ngồi trong phòng đợi của sân bay quốc tế DDE, trong lòng thanh thản đến lạ thường, khóe môi nở một nụ cười hiền lành, không chứa một tia giả tạo. Rất nhanh sau đó cô lên máy bay, ngồi nhìn về mảnh đất Việt Nam một lần nữa trước khi rời xa. Cô đối với hắn chỉ là một cảm giác muốn chiếm hữu, muốn đoạt lấy cho bằng được, chứ đó không phải là tình yêu. Cô thật sự không yêu hắn, trái tim cô đã thuộc về người con trai khác. Người con trai đã khắc sâu trong trái tim cô ngay từ cái nhìn đầu tiên vào mùa thu năm ấy ở khu rừng lá kim đào rực. Thứ tình cảm mà cô thật sự lãng quên trong trái tim, giờ cô sẽ đi tìm lại, cho dù người con trai đó đã không còn tồn tại trên cuộc đời này. Trong khi đó hắn vẫn còn như một con điên, thiểu thần, lao nhanh trên đường tìm Nhi. Nhưng bỗng có một cú điện thoại vang lên, làm hắn nhất thời, đứng hình. Nhìn chiếc điện thoại trên tay hắn cũng rơi xuống, nghe tin 10 giờ trưa nay nó cũng rời xa nơi này. Mà giờ đã là 9:45, một khoảng thời gian khá ngắn mà nơi hắn đứng lại cách xa của nó bây giờ. Lòng hắn lại lo sợ không ngừng, sợ nó bỏ đi, bỏ hắn. Rồi lại một lần nữa hắn lại lao nhanh trên đường phố tấp nập, chạy đi tìm nó, trong lòng hắn cũng lo sợ không thôi. Hắn lo sợ một nỗi sợ mà từ trước tới nay hắn chưa từng cảm thấy. Hắn sợ nó rời xa nơi này, hắn sợ vĩnh viễn không bao giờ thấy nó. Khi hắn vừa bước chân tới sân bay, cũng chính là lúc chiếc máy bay đi Anh Quốc đã cất cánh trên bầu trời, mang người con gái ấy đi. Hắn nhìn lên bầu trời hét lớn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của hắn. Hắn đau thật sự, rất đau, hắn không hiểu lý do ở đâu, hắn sai ở chỗ nào mà cả hai người con gái ấy lại lần lượt rời xa hắn. Hắn nhất định sẽ không chịu thua số phận, hắn nhất định sẽ tìm ra cho nó, cho dù phải lục tung thế giới này. Nhưng thật ra hắn cũng không biết lý do của mình là gì, khi trong đầu hắn thì muốn tìm Nhi, luôn miệng nói yêu cô, mà trái tim lại đau, rung động khi nhìn thấy nó, và rồi nước mắt lại rơi vì người con gái đó. Và cho dù có chuyện gì xảy ra, trong đời hắn đi chăng nữa, hắn cũng nhất định sẽ vẫn như vậy nắm chặt tay nó. Nhưng rồi, chân hắn chưa bước được mấy bước thì bỗng có một bàn tay lạnh lẽo giữ chặt tay hắn, khiến hắn rất nhanh quay đầu lại. Trong tâm trí hắn rất mong người con gái ấy nắm lấy tay hắn sẽ là nó, nhưng không phải là người con gái ấy, mà là một người đàn ông. Quản gia Dương sao lại ở đây? Hắn kinh ngạc hỏi khi nhìn thấy Dương quản gia. Cậu chủ, lão gia muốn gặp cậu. Ba ba à, tôi đã bị làm sao phải không? Ông nói đi. Lão gia, cậu nhanh đi gặp ông ấy đi, nếu không sẽ không còn kịp, ông ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Dương quản gia khẽ buồn nói, còn hắn rất nhanh cũng rơi vào tình trạng đả cơ. Lòng lại tiếp tục nhói lên, sao có thể, ông ta sao có thể chết dễ dàng như vậy? Hắn không cho phép ông ta chết, không cho phép khi đã hủy hoại cuộc đời hắn thật sự không cho phép. Sau đó hắn cũng chạy như thiêu thân lao về chiếc máy bay, rất nhanh đã cùng Dương quản gia rời đi. Lòng rối bời, sao lại như vậy, tất cả mọi người lần lượt bỏ hắn mà đi. Hắn đáng chết thế sao? Ai nói cho hắn biết tại sao hắn sai chỗ nào? Rồi chiếc máy bay từ từ cất cánh đưa hắn trở về nước Mỹ. Cũng trên một chiếc máy bay riêng nhưng khác hẳn với hắn. Nó ngồi trên máy bay nhưng là máy bay đi Anh Quốc. Trong lòng nó cũng đau, nhưng nó biết đây là sự giải thoát cho bản thân mình, vì có thể tất cả mọi người mới được hạnh phúc, người con trai ấy cũng sẽ được hạnh phúc. Trong một ngày ngắn ngủi mà đã ba người, ba sắc màu khác nhau quay trở lại nơi thuộc về mình.
Nó sẽ cùng Su Weezy xây dựng một cuộc sống mới, một cuộc sống không có hình bóng của nó, hắn, Duy Kiên và Nhi. Và rồi tất cả hạnh phúc khi không có hình bóng của nó trong cuộc đời. Nhưng nó cũng không biết chắc chắn quyết định của mình là đúng hay sai khi trái tim của nó vẫn hướng về hắn. Một tuần sau, bác sĩ ông nói cái gì? Đã có người chấp nhận hiến tặng gan cho ba tôi ư? Hắn vui mừng reo lên khi nghe được thông tin này từ bác sĩ. Hắn thật sự rất vui khi biết tin này. Ông ta sẽ không chết, không chết. Đúng vậy, Chủ tịch Dương sẽ làm phẫu thuật vào ngày mai. Vị bác sĩ điềm tĩnh nói, tôi có thể gặp người hiến gan chứ? Phải làm thiếu gia thất vọng rồi, người ấy yêu cầu không tiết lộ danh tính. Tại một phòng trắng xóa đang có một người con gái nằm nghiêng trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt vì những xét nghiệm trước ca phẫu thuật. Jen xem lại làm như vậy hả? Cậu ta đã làm gì cho em mà em phải hy sinh nhiều thứ như vậy cho cậu ta? Trong phòng bệnh vang lên một thanh âm giận dữ, xen lẫn với đau buồn, nhìn người con gái nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh, và hai con người ấy không ai khác chính là nó và Sun. Phải là nó là người hiến gan cho ba ba hắn. Nhưng thật sự nó chỉ muốn trả lại cho hắn, ba ba hắn và cả Dương gia 2 năm cưu mang. Nhưng đó cũng chỉ là một lý do để nó phủ nhận suy nghĩ của mình. Thật lòng nó chỉ muốn người con trai đó được hạnh phúc. Sun, anh có tin em không? Nó nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn xuống chiếc giường trắng. Còn Sun, anh chỉ có thể đau lòng nhìn nó, bởi anh hiểu nó hơn chính bản thân anh. Anh tin em. Sun nhẹ nhàng rồi từ từ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Vậy em chỉ xin anh hãy ủng hộ những việc cho sự lựa chọn của em. Nó nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn không nhìn Sun bởi nó sợ phải nhìn khuôn mặt đau buồn của anh, sau đó thì từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ. Rồi một ngày nữa lại trôi qua, ngày mới lại bắt đầu và hôm nay chính là ngày phẫu thuật của ba ba hắn. Hắn từ từ nhìn ba ba mình được đẩy vào phòng phẫu thuật, trong lòng thầm cầu nguyện, sau thì lạnh lùng bước đi. Đi nhẹ nhàng lướt qua một chiếc giường, đang đẩy từ từ tiến vào căn phòng phẫu thuật. Trong khoảnh khắc hắn đi qua, nó nằm trên giường, hướng đôi mắt nhìn hắn, khóe môi nó nở một nụ cười, rồi cánh cửa cũng rất nhanh đóng chặt lại. Còn hắn bỗng quay đầu nhìn phía cánh cửa, đã đóng kín, lòng bỗng đau đến lạ. Nhưng cũng không biết lý do tại sao. Cũng tại nơi đó, cách vị trí hắn đứng không xa, có một người con trai lặng lẽ đứng nhìn cánh cửa lớn, nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt. Trong phòng phẫu thuật, nó và ba ba, hắn chỉ nằm cách nhau một chiếc giường, một màng ngăn. Cả hai đều nhìn lên trần, lòng đau nhói khi nghĩ về hắn, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng khi mất đi ý thức, trong đầu hắn và ba ba vẫn chỉ có hình ảnh. Rồi Phong nhất định sẽ được hạnh phúc, cho dù không có sự tồn tại của chúng ta. Đó cũng chính là suy nghĩ cuối cùng của cả hai con người trước khi lâm vào tình trạng hôn mê. Và ca phẫu thuật chính thức bắt đầu, tất cả mọi người trong ngoài đều lo lắng không thôi. Cứ thế 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, nhưng ca phẫu thuật cũng vẫn chưa xong, khiến hắn rất lo lắng đứng ngồi không yên. Nhưng bỗng có 4 vị y bác sĩ người dính đầy máu chạy ra khỏi phòng, hắn vừa nhìn thấy đã rất nhanh chạy lại. Ca phẫu thuật... Người hiến gan đang gặp nguy hiểm, cần máu gấp, người nhà của bệnh nhân có ở đây không? Người hiến gan bị làm sao? Tôi hỏi anh đấy, anh có nghe không? Sần chạy nhanh lại, giọng nói lo sợ, xen với giận dữ, còn hắn thì vẫn đứng đó không hiểu tại sao Sần lại ở đây. Anh là người nhà bệnh nhân, yêu cầu anh đi xét nghiệm máu. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, cần rất nhiều máu. Máu, vô ích thôi, tôi không phải là người thân của con bé. Các ông phải tìm ra máu đó để cứu con bé, nếu không tôi nhất định sẽ san bằng nơi này. Sân lạnh lùng quát, tay đấm mạnh vào tường đến rỉ máu. Hắn thì đứng đó nhìn Sân khó hiểu. Giờ này Sân phải đang ở cạnh cùng nó chứ, sao anh lại ở đây? Và người hiến gan cho ba ba hắn là ai? Có quan hệ gì với Sân mà lại khiến anh lo sợ đến vậy? Chẳng lẽ trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi, nhưng vừa nghĩ đến đây hắn lại không dám nghĩ tiếp, vì người hắn nghĩ tới lúc này chính là Sân. Anh, hắn ấp úng hỏi, nhưng chưa nói hết câu đã bị Sân nắm lấy cổ áo rồi đấm mạnh vào mặt. Tại mày, tất cả là tại mày, nếu không tại mày thì Ren đâu có đến đây, Ren cũng đâu cần hiến máu để rồi. Sân lạnh lùng quát, nhưng chưa nói hết câu đã bị hắn nắm lấy cổ áo. Anh vừa nói cái gì? Ren cô ấy là người hiến gan ư? Hắn run rẩy nói, trong lòng như bị dao cứa, quả thật là nó có hiến gan cho ba ba hắn. Không phải, hắn phải làm sao đây? Người con gái ấy, người hắn yêu, nó đang gặp nguy hiểm. Hắn phải làm sao bây giờ? Hắn không muốn mất nó. Phải, chính là Ren đó, giờ tìm đâu ra người có nhóm máu khó đông bây giờ? Phải tìm sao đây? Ren của anh phải làm sao đây? Sân gục mặt xuống đất, khóc nức nở. Mắt anh cũng bắt đầu chảy, còn hắn thì lặng im đứng đó, rồi lại bỗng giật mình.
Máu khó đông ư? Máu khó đông, hắn cũng là người có nhóm máu khó đông. Nó sống được rồi. Tôi là người thuộc về nhóm máu khó đông, là tôi. Hắn run lẩy bẩy rồi chạy nhanh về phòng xét nghiệm máu. Sơn cũng đi theo. Hắn nằm trong chiếc giường đẩy, nhìn những giọt máu đỏ đang chảy khỏi người mình, truyền quang cho nó. Người đang nằm cách nó chỉ một miếng màn ngăn màu xanh, đang trong phòng cấp cứu, đấu tranh giành lại sự sống từ tay tử thần, mà lòng đau đớn không thôi. Tại sao em lại làm như thế? Tại sao lại hy sinh bản thân của mình vì anh chứ? Sao em đã phũ phàng ra đi rồi quay trở lại làm anh đau? Em nhất định phải không được xảy ra chuyện gì. Hắn thầm nghĩ, nước mắt cũng chảy dài. Sau đó cũng vì lý do mất máu mà hắn ngất. Một không gian toàn mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi hắn. Khóe mắt hắn từ từ mở ra, khung cảnh chung quanh là một căn phòng bệnh. Hắn mệt mỏi không biết làm gì. Mình cũng đã ngủ bao lâu? Không, chỉ biết là hắn cảm thấy rất lâu, rất nhanh. Hắn đứng dậy bước đi trao đảo bước ra khỏi phòng. Hắn đi về phía phòng hồi sức, nhưng không phải tìm ba ba mà tìm người hắn muốn tìm. Chính là nó, con người hắn chỉ mới quen chưa đến một tháng. Con người khiến trái tim hắn đau nhói. Là nó, chỉ có thể là nó. Đứng ngoài căn phòng bao quanh bên trong là nó, đôi mắt thâm trầm chặt miệng lại thở oxy. Khuôn mặt thiên thần nhợt nhạt khiến trái tim của hắn khẽ nhói lên liên tục, rồi gục đầu vào tấm kính lớn mà khóc. Nhưng bỗng hắn lại đứng trên người gào khóc, nhìn nó, nhìn những nhịp tim của nó đang giảm dần và bác sĩ cũng rất nhanh dùng máy kích điện để khiến trái tim nó đập lại. Còn hắn vẫn đứng bên ngoài gào khóc. Jen, em đừng chết. Jen. Hắn gọi lớn tên nó, nước mắt vẫn cứ như mưa rớt xuống trong lòng. Hắn càng sợ hãi hơn. Trong đầu của hắn vẫn hiện lên hình ảnh của nó, đôi mắt tím lạnh lùng bất cần. Một khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Và thoáng qua trong đầu của hắn là cái tên quen thuộc, Hoàng Nguyệt Anh. Bên trong người con gái kia vẫn đang chiến đấu với sự sống và cái chết. Và rồi, nhịp thở của nó chớp nháy, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, và rồi chỉ còn lại một màu đen. Nước mắt hắn cũng ngừng rơi nhưng đọng lại trên khuôn mặt, thời gian như ngừng lại. Không, em không được chết. Đừng rời xa anh yêu em mà. Hắn gào thét trong nước mắt, bàn tay đấm mạnh vào tấm kính, lòng đau đớn không muốn, hắn không muốn nó chết. Nếu có thể hắn muốn là người nó nằm đó, hắn không muốn nó rời xa hắn, bởi vì hắn yêu nó, thật sự hắn rất yêu. Không, dần, Jen. Hắn rất nhanh, cũng theo lỗ hổng trên kính, từ từ chạy về phía nó, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nó vui mừng, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Con người thở ơ kia, con người đã khiến hắn đau đớn, trái tim đã khẽ đập lại, từng nhịp yếu ớt. Những giọt nước mắt ấm áp kia chảy từ khóe mắt hắn, cứ thế vương vấn đọng lại trên khuôn mặt nó. Ấm áp, phải là ấm áp, dù trong vô thức nó vẫn có thể chỉ cảm nhận được một dòng nước ấm áp. Còn những vị y bác sĩ trong phòng thì ai nấy đều kinh ngạc nhìn người con gái bé nhỏ từ từ sống lại, mà trong lòng cũng cảm thấy vui mừng xen lẫn với đau buồn khi nhìn người con trai kia đang gào thét trong đau đớn, nhìn người mình yêu trong từng nhịp thở cuối cùng và rồi cũng đập trở lại. Bên ngoài căn phòng ấy cũng có 7 con người, nước mắt cũng lưng tròng trước tình cảm dành cho hắn, dành cho thứ tình cảm mãnh liệt đã níu kéo sự sống của nó khỏi bàn tay tử thần. Và 7 con người đó không ai khác chính là Duy, Kiên, Sơn, Guizi, Ba Ba, hắn và Nhi. Nhi đứng đó, đứng một mình, cách xa tất cả mọi người, nước mắt chảy dài nhưng khóe môi vẫn cười, một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười mãn nguyện, vì cô đã làm rất đúng. Khi đã chọn cách buông tay, trả cho nó và hắn một tình yêu đẹp, sau đó cô từ từ bước đi nhanh trên hành lang rồi rất nhanh biến mất trong màn đen. Cứ như thế, thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây nó trở lại bình thường, nhưng vẫn chưa được xuất viện, mà bên nó lúc nào cũng có hắn. Hắn luôn bên nó và ân cần chăm sóc, nhưng sao nó vẫn cảm thấy lạnh giá? Tại sao? Tại sao nó lại không thể từ bỏ hắn, cũng không thể bên cạnh hắn chứ? Bởi trong lòng nó luôn có một vách tường vô hình, mang hai từ quá khứ, và nó luôn luôn nghĩ hắn đối với nó chỉ vì một sự thương hại khi nó là người đã cứu sống ba ba hắn. Và cứ thế chân nó lại lạnh lùng bước đi, dù trong lòng không muốn, nhưng sao chân thì vẫn bước. Và rồi từ giọt nước mắt cứ như pha lê ấy, lại từ từ rơi ra khỏi khóe mi, lòng đau đớn khi hình ảnh vẫn hiện diện trong trái tim nó. Rất lâu sau đó hắn quay trở lại phòng. Jen, tôi mang cháo đến cho cô nè. Hắn bước vào trong phòng, giọng nói ngọt ngào, cất lên, khác xa với con người lạnh lùng trước đây, nhưng hắn đi tìm khắp nơi cũng không thấy. Không gian yên tĩnh, bỗng có chiếc điện thoại reo lên. Alo, có.
Hắn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã cướp lời. Không còn thời gian nữa đâu, nếu cậu muốn giữ Jen thì hãy chạy đi, ngăn cản nó lại đi. Ý anh là sao? Hắn khó hiểu hỏi. Sao cậu ngốc thế? Jen bỏ đi rồi, nó muốn quay trở lại Mỹ. Nếu cậu muốn giữ nó ở lại bên mình thì hãy đi tìm đi. Sân vội vã nói, còn hắn lần nữa chết đứng với câu nói của Sân. Chiếc điện thoại trên tay hắn cũng rơi xuống đất. Rất nhanh thân thể hắn cứ như một cơn gió, lao nhanh trên đường, chạy đến sân bay. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ tại sao cứ phải là người con gái ấy, cứ hết lần này đến lần khác bỏ đi. Anh vẫn đến sao? Anh vẫn không thể níu giữ trái tim em sao? Em thật sự không yêu anh à? Jen! Hắn hét lớn, khuôn mặt mang những tia đau đớn. Những người trong sân bay thì cũng thản nhiên thay nhau bàn tán. Nhưng hắn không quan tâm, hắn vẫn ở đó nhìn cánh cửa kính, lòng quặn đau. Không biết hắn đứng đó ở bao lâu rồi mà khi bước đi, đôi chân tê cứng cả. Nhưng hắn vẫn cứ như một người mất hồn. Bước đi, khuôn mặt như chứa một tia ấm áp. Hắn cứ như một con thiêu thân lao nhanh qua đường, mặc cho tiếng còi xe inh ỏi. Phong, coi chừng, cẩn thận. Đúng lúc hắn như thiêu thân lao qua đường thì cũng là lúc Sân, Duy Kiên, Quy Du chạy đến. Cả năm người hốt hoảng hét lớn. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, lao nhanh bay về phía trước. Hắn ngược lại vẫn lạnh lùng bước đi, vì trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình ảnh của nó. Rầm. Và rồi cứ thế chiếc xe tông thẳng vào thân thể của hắn, khiến hắn bật ra xa, đầu đập mạnh vào nền tường. Máu chảy lênh láng tạo thành một cảnh tượng kinh hãi. Và rồi thì hắn nằm bất động trong vũng máu. Phong! Cả năm người thét lớn chạy sổ lại. Kiên nâng đầu hắn lên rồi rất nhanh đưa hắn vào bệnh viện. Trong đầu cả năm người đều thầm trách tại sao nó lại đối xử với hắn như vậy. Hắn yêu nó như vậy à? Hy sinh cho nó như vậy ư? Nhưng tại sao nó lại vẫn phũ phàng bỏ hắn mà đi? Bọn họ thật không hiểu rốt cuộc nó muốn cái gì. Còn nó thì vẫn ngồi trong phòng chờ, nó vẫn chưa đi vì cầm vé máy bay trong tay mà lưỡng lự, không biết có nên đi không. Nó sợ rằng mình sẽ không quên được hắn, nhưng và rồi trong lựa chọn vẫn ra đi để trả cho hắn sự yên bình. Nhưng nó đâu nào biết người con trai ấy đang phải đấu tranh với sự sống vì nó. Cô là Oxin hay cô chủ vậy? Này Oxin cứng đầu, cô lại chạy đi đâu nữa vậy? Cô có biết là tôi lo cho cô lắm không hả? Ngốc buồn ngủ phải không? Nè, cô không có dây thần kinh cảm giác à? Có đau lắm không? Để tôi xem. Hoàng Nguyệt Anh, sao cô cứng đầu quá vậy? Những hình ảnh, những câu nói cứ thay phiên nhau hiện ra trong đầu hắn. Nhưng từng thước phim quay chậm, giữa hắn và người con gái đó, có cả Duy Kiên và Nhi. Hoàng Nguyệt Anh, ba từ ngắn gọn nhưng trong tiềm thức cũng khẽ khiến hắn giật mình. Khi ba từ đó lặp lại tại trong đầu hắn, gắn liền với hình ảnh người con gái kia. Hoàng Nguyệt Anh, cô quá đáng lắm, cô cút ra khỏi nhà tôi. Hắn nhìn thấy chính bản thân mình tát cô gái kia một cái mạnh, tay thì ôm Nhi vào lòng, đôi mắt khẽ nhìn bóng lưng người con gái kia mà lòng lại nhói. Hoàng Nguyệt Anh, em đừng đi. Tiếp lại là hình ảnh hắn chạy theo sau cô, chạy rất nhanh nhưng sao vẫn không đuổi kịp. Nhưng khi người con gái ấy quay đầu lại thì trước mặt hắn cũng chính là nó, là người con gái hắn yêu, khiến hắn đau lòng. Không anh à, em đừng đi, không. Hắn giật mình tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là một giấc mơ và hắn đang nằm trên giường bệnh trắng xóa. Mà không, đó không phải là mơ mà sự thật trong quá khứ của hắn. Hắn thật sự đã nhớ lại rồi, nhớ ra người con gái có khuôn mặt bình thường ấy. Con người lạnh lùng vô cảm thờ ơ. Phải là nó, chính là nó, cho dù nó có trở nên xinh đẹp hay xấu xí đi, hắn vẫn nhận ra nó, Hoàng Nguyệt Anh. Gen của hắn chính là nó, vì con tim này đã yêu nó. Không phải yêu hình thức, mà yêu thứ hắn yêu là tâm hồn, sự lạnh lùng vô cảm. Hoàng Nguyệt Anh. Anh, hắn hét lớn bước nhanh xuống giường, bước chân đất chạy nhanh ra khỏi phòng. Từ xa có một bóng người cao gầy, mái tóc dài buông thả trong gió, nhìn về phía trước. Lòng đầy đau khổ, đôi mắt tím lạnh lùng cũng chứa đầy bi thương. Nó cứ đứng đó không biết từ khi nào. Nhưng bỗng có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy nó, chặt đến mức nó không thể cử động được. Ngốc, em muốn thoát khỏi anh đến vậy sao? Em ghét anh lắm à? Hoàng Nguyệt Anh, giọng nói này, cả vòng tay này nữa. Không sai, là hắn tỉnh rồi. Nó không nói gì, vẫn đứng đó để mặc hắn ôm mình. Anh xin lỗi là do anh không tốt. Lúc đó đáng lẽ anh phải tin em. Anh à, là anh sai rồi. Hắn khẽ nói, nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt. Nó cũng vậy, cũng khóc vì vui mừng khi hắn đã nhận ra mình, vui mừng khi hắn xin lỗi, nhưng lòng nó vẫn đau khi hắn không thể yêu nó. Rất nhanh nó đẩy hắn ra rồi chạy đi, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hắn cũng rất nhanh chạy theo ôm. Anh buông tôi ra, buông ra,
Anh không yêu tôi thì còn quan tâm tôi làm gì? Người anh nên quan tâm là Nhi mới đúng. Nó khóc lớn. Không Hoàng Nguyệt anh yêu em. Người anh yêu từ trước tới giờ chỉ có mình em. Chỉ có mình em thôi Hoàng Nguyệt anh. Hắn nói lớn, nhanh miệng hắn cũng đã khóa chặt miệng nó, không cho nó có cơ hội phản bác. Hắn cứ thế hôn lên bờ môi mềm mại như hoa anh đào. Một nụ hôn say đắm, một nụ hôn chất chứa cả tình yêu, sự nhớ mong và uất hận mà nó dành cho. Một nụ hôn kéo dài rất lâu, cho tới khi cả hai đều cảm thấy khó thở, thì hắn luyến tiếc buông bờ môi. Ôi xin ngốc, sao em cứ mãi lạnh lùng vậy? Em có biết trong khoảng thời gian qua, anh khổ vì nhiều lắm không hả? Sao em cứ làm tim anh đau hoài vậy? Hắn nhẹ nhàng nói, bàn tay khẽ nâng bàn tay nó, đặt nhẹ lên bàn tay mình. Họ vì em ghét anh. Nó nói nhỏ, dùng chân đá mạnh vào chân nó, rồi bỏ chạy. Ô xin ngốc của anh, em nói gì vậy? Có đứng lại không? Anh bắt em được rồi, ngốc nói gì hả? Hắn ôm chặt lấy nó trong lòng khẽ cười, còn nó cố vùng vẫy nhưng không thành công. Em yêu anh. Nó lý nhí nói, còn hắn thì vui mừng. Em nói gì anh không nghe rõ, nói to chút đi. Từ xa có ba con người đang hướng ánh mắt nhìn nó và hắn bên nhau, miệng ai cũng cười mãn nguyện. Chúc hai người hạnh phúc. Duy và Kiên thầm nghĩ nói, cả hai người dù cũng rất yêu nó, nhưng cả hai đều nhận ra người nó yêu là hắn, không phải họ. Nhưng họ vẫn sẽ bên cạnh nó, bảo vệ nó từ phía sau và cầu chúc cho nó hạnh phúc, vì hạnh phúc của nó chính là hạnh phúc của hai người. Phải sống thật hạnh phúc. Sân khẽ cười nhìn nó và hắn mãn nguyện. Anh yêu thương nó, chăm sóc nó từ khi nó mới chỉ là một cô nhóc 5 tuổi. Nhưng giờ đây, đã có hắn chăm sóc nó, anh giờ chỉ có thể là người đứng sau, âm thầm quan sát. Sau đó cả ba người đều lặng lẽ bước đi, bờ môi ai cũng vương vấn một nụ cười và một lời chúc hạnh phúc dành đến nó. Còn nó và hắn, hai người cùng chung một nhịp đập trái tim. Và câu chuyện giữa cô nàng Ôn Xin vô cảm không biết cười và chàng thiếu gia lạnh lùng nhưng luôn ấm áp đến đây đã dừng lại, nhưng chuyện tình giữa hai người bọn họ thì chỉ thật sự mới bắt đầu. Hoàn thành ngoại truyện 1, chuyện trong quá khứ, người bí ẩn đã cứu sống. Là nước lạnh lẽo từ từ ôm lấy thân thể lạnh giá của nó rồi chìm sâu xuống đáy sông. Trong lúc ấy cả người nó bỗng cảm thấy có một lòng bàn tay ấm áp ôm lấy mình mà không biết đấy là ai. Rất nhanh nó được đưa lên bờ. Ngốc, sao cô ngốc thế? Sao luôn khiến trái tim tôi đau thế hả? Não phẳng đáng ghét. Người ấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, một vòng tay ôm lấy thân thể nó. Không ai khác chính là chàng trai bốc đồng, nóng nảy, Cao Bảo Kiên. Tôi xin lỗi, tôi đến trễ. Kiên ôm nói trong lòng đau đớn. Cậu tự trách bản thân mình vì đến trễ. Cậu nghe được câu chuyện giữa hắn và Sera, nhưng cậu đã đến trễ bởi cậu nghĩ là người dưới nước kia sẽ là Nhi, chứ không nghĩ người hắn cứu là Nhi. Cậu căn bản ghét, sao lại giữ nó bên mình mà không bảo vệ được nó. Ngoại truyện 2, tình cảm của những nam phụ. Nam phụ 1. Trước một ngôi mộ lớn, hoa cỏ tươi tốt, ánh mặt trời phủ xuống rọi trên khuôn mặt một chàng trai, mái tóc màu vàng vàng tung bay trong gió, thân thể khoác trên mình một bộ đồ màu trắng, không vương một chút bụi trần. Từ xa có một người con gái, khuôn mặt vẫn còn vấn vương một giọt nước mắt, khẽ nhìn phía chàng trai, thân thể rất nhanh lao về phía người con trai, ôm chầm. Jin là anh phải không? Em biết anh vẫn chưa chết. Người con gái ấy vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Người con trai chỉ khẽ quay đầu lại, rồi khẽ đau lòng. Nhìn về phía ngôi mộ, nhìn vào tấm hình cậu bé nhóc với nụ cười tỏa nắng. Hoàng Minh Thiên, Jin. Cô ấy mãi mãi chỉ hướng đôi mắt về anh, Jin à. Người con trai ấy, người con trai mang cái tên Sơn, có nụ cười nhưng ánh mặt trời rạng rỡ giờ đây, nước mắt đã rơi. Anh khóc không phải vì nó, vì bản thân anh, mà vì người con gái sau lưng. Len, người con gái trong quá khứ 8 năm trước đã in sâu trong tim anh. Người con gái với đôi mắt đen hiền hòa, tóc đen dài. Người con gái chưa từng nhìn về phía anh, Nguyễn Ngọc Nhi. 8 năm trước tại khu rừng lá vàng ấy, anh đã nhìn thấy Nhi, nhưng cô chưa từng hướng ánh mắt về phía anh. Anh chỉ thấy cái bóng lẳng lặng đằng sau Jin. Và nó là người âm thầm yêu Nhi 8 năm trước. Hay 8 năm sau, anh vẫn yêu Nhi. Cho dù cô đã làm gì đi chăng nữa, thì cô vẫn là cô nhóc mít ướt mỗi khi bị nó đánh. Tôi không phải Jin. Sơn đau lòng. Jin, anh không phải là Jin à? Jin của em. Tôi nói rồi, tôi không phải là Jin. Tôi là Sơn. Sơn đây. Sơn đẩy Nhi ra. Anh không phải Jin. Không phải Jin của tôi, không phải. Đừng khóc, đừng khóc. Hãy để tay anh thay tay anh ấy chăm sóc em. Len ngốc, anh yêu em. Sơn nhẹ nhàng nói, đôi tay cũng nhanh chóng ôm Nhi vào lòng. Và từ bây giờ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng sẽ không buông tay cô. Nam phụ 2.
Sao anh ngốc thế hả? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhầm muối với đường nữa, anh không biết đọc à? Kiểu này chắc tôi nhồi máu cơ tim quá. Quỳ quát ẩm lên, tay rất nhanh ném quả trứng sống vào đầu Kiên, khiến cậu thê thảm vô cùng, mặt đỏ bừng nhìn Quỳ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bà chẳng lửa sao cô hung thế hả? Nhìn lại cô đi, bán nam bán nữ, chẳng biết giới tính là gì, mà sao lúc nào cũng mắng tôi thế? Kiên hét lớn, ai bảo tôi bán nam bán nữ, thằng ngu, ai Quỳ linh tinh. Cô làm gì vậy? Chứng minh cho anh thấy tôi không phải là bán nam bán nữ. Hai người đang làm gì vậy? Cấm trẻ con xem phim 18 cộng ở nơi công cộng nha, có gì về phòng đi. Đúng lúc Quy và Kiên đang đứng gần nhau thì Di đột ngột bước vào phòng, la làng lên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập, làm việc vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.